cho em chị. Kim Ho Ri. Dạ em chào chị Nguyễn Dung. Chị cho em biết đơn chị chốt ngày bao nhiêu nha chị ơi. Để em kiểm tra lại cho chị ạ. Dạ. 220. Vải áo mẫu mặc giá 220 nha chị ơi, chị nào lấy comment giúp em ạ. Vải em mặc là chất vải vải em mặc là chất vải lụa Suleiman nha các chị ơi. Vải em mặc là chất vải Suleiman đấy. À, hoa đào á hả chị? Hoa đào cho em đang chốt đấy chị ơi. Em có để dành lại cho các chị làm 1.000 áo đấy, từ giờ đến Tết ấy. Cho nên là các chị cứ chờ, nếu mà nhân viên có chốt là gửi hàng cho các chị liền luôn thì em có mẹ. Ủa sao em thấy cái gì em lấy nó méo méo thì mới chết. Đi vậy. Vải áo em mặc giá 220 nha các chị ơi. Dạ ok cô Nguyễn Bạch Mai, để con kiểm tra đơn cho cô. Rồi hôm nay em có một cái này đầu nay em bán cũng thêm mãi cho các chị ơi. Chất vải rất là đẹp luôn. Nguyễn Câu Cường vải áo mẫu mặc. Hôm nay là chị Thanh Diệp mua đây đúng không? Đây đâu? Ờ. Chị đang hỏi để đặt đơn thuộc. Chốt luôn đi chị ơi, em tính tiến tốt cho luôn. Đưa đây cho cái giấy tố luôn. Đấy, khuyến mãi cho các chị luôn. Tây đô của em là không phải tây đô. Nói chung là tây đô của em không phải tây đô Phan Ke đâu nha, em nói trước ạ. Nhưng mà em chốt cái giá thật là tốt luôn. Chốt giá chỉ 180 đúng không? 180 đúng không? Dễ chốt đơn cho các chị, em nói các chị nghe này, cái chất vải này của nhà em á, em không có bán hàng khác cho các chị, có một hàng này thôi, nhưng mà lý do như thế này nhá. Hôm nay nhân viên kiểm kho nó còn nằm ở dưới, cho nên hàng này định hình không phải là hàng
không phải là lấy cái hàng mà gọi là hàng loại 2, loại 3, loại 4 thì nó hay dùng từ gọi là loại là không có nha. Nhà em có một mình hàng này và lấy đúng một chỗ này duy nhất thôi. Giá em lấy rất là cao luôn nha. Chỉ dặn là bao nhiêu áo vậy? 30 áo. Lý Kim Kiều vải áo mẫu mặc, Thảo Phạm vải áo mẫu mặc. Nhưng mà chị 30 để dặn lại cho chị 30 áo. Nếu chị không lấy thì để lại. Còn bao nhiêu bán trên live stream cho các chị. Đây, em chốt cho các chị màu vàng may mắn này, giá cực kỳ tốt luôn. Dạ em cảm ơn chị Hồng Diện Lê. Chốt đơn cho em nha, chốt đơn cho em. Các chị biết là em chốt đơn giá mà giá đồng phục là 180.000 đấy. Nhưng mà em tính cho các chị giá đúng 150.000 trong đúng một live stream này thôi. Chốt đơn cho em nha các chị nha. Để lại cho chị 30 áo đi, chị không lấy thì bán sao. Ưu tiên cho khách quen luôn. Khách phải nói là mua hàng cực kỳ dễ thương luôn. Cho em vàng 150 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em nha. Và em nói các chị nghe nè, cái lô hàng này hôm qua công ty mới lên mời em xong tức thì. Mà nhà em đã bán cho các chị rất là nhiều luôn rồi. Rất là nhiều luôn rồi, đến bây giờ hỏi lại giá vẫn y chang như cũ luôn, không khác một cái gì nữa. Tí nữa em còn một lô này còn bao nhiêu em khuyến mãi cho các chị hết luôn. Chị nào có nhu cầu mua thì lấy nha. Đặc biệt vải này là không hề đụng hàng nha mấy chế nha. Hà Mai vàng, Bích Võ Ngọc vàng, Ngọc Như vàng. Vàng cho em giá 150 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em, còn chị nào lấy vải áo em mặc thì các chị cứ chốt nha. Trời ơi đẹp lắm các chị. Vải áo mẫu mặc giá 220.000 một vải áo nha chị. Không lấy tiền luôn á. Không đẹp không lấy tiền luôn đó các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt vàng 150 cho em nha. Nhớ cho em chia sẻ live stream cho em với nào các chị ơi, công tác giúp em với. Hoa tô vàng. Rồi em bị Facebook khóa mấy ngày nay rồi. Quỳnh Đinh vàng, Hương Phùng vàng, Sương Lê vàng. Các chị ơi mua sau live không bao giờ có giá đó luôn, dám kem ra một câu duy nhất như thế luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em, giá cho em 150.000 một áo nha. Đỗ Thị Lan vàng. Mua trực tiếp trên live stream mới có giá này nha các chị ơi. Mua sau live là không bao giờ có giá này đâu mấy chế ơi. Nhớ chia sẻ live stream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em, giá cho em 150.000 một áo. Đấy. Ôi phải bò nó có tương tác, em phải nói là muốn méo con mặt luôn đấy các chị. Nhiều khi không thấy các chị đâu luôn á, buồn hết sức luôn vậy đó mà. Còn màu gì hết đúng không? Nha thế. Đây. Lan Bang vàng hai áo. Nâu tây cho em 150 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt nâu tây cho em. Em nói các chị nghe này, cái vàng màu này các chị nhận ở ngoài đi, các chị biết nó đẹp như thế nào. Nhiều cũng có nhiều những cái vàng đó các chị, nhưng vàng của nó giống như dạng là vàng mặt nó bị kém da ấy. Còn cái màu vàng này mặt không hề bị kém da đâu nha. Nâu tây cho em, chị nào lấy thì các chị chốt nâu tây cho em. Nâu tây em còn cho các chị này 1, 2, 3. Ok chị cho đi Trần. Đúng 4 áo luôn, chị nào lấy thì các chị chốt nâu tây cho em. Và xăm cô ba cho em còn 1 áo luôn mấy chế ơi. Cỏ úa em cũng Hạnh còn Vân vàng. 1 áo luôn. Nguyễn Quốc Sang vàng. Xăm cô ba em còn 1, cỏ úa em cũng còn 1 luôn. Chốt đơn cho em giá 150 luôn nha. Các chị ơi cho em một lượt chia sẻ live stream. Nhân viên đang xếp cái này này, tí em khuyến mãi cho các chị bẹp kia. Các chị mặc thử cái phản đó luôn. Và em còn tí Huế này các chị nào lấy. Trần Nguyễn Sang Cô Ban, Hoàng Diễm vàng, Phương Nguyễn vàng. Tí Huế cho em, chị nào lấy thì các chị chốt tí Huế cho em luôn. Giá cho em 150.000 một áo luôn. Và ở đây em còn cho các chị xanh đen và màu đen nữa là hết. Hồng Nguyễn vàng. Bán đúng thêm một like nữa là sạch sẽ luôn. Màu này các chị chốt cho em là màu tím Huế. Và màu này các chị chốt cho em là xanh đen. Và em có cả màu đen nữa luôn. Cái màu đen như thế nào. Thường mà phong cách em lên hàng cho các chị là em cứ lên đủ màu cho các chị lựa chọn. Chứ em không có nhìn màu nào lại đâu. Phạm Hoa vàng. Thật sự là cuối năm rồi đó các chị. Giờ mới biết được là cuối năm rồi đó. Có những lô hàng thật sự luôn là bài. Rất là đẹp. Người ta bán không được, người ta giả
phải nói là người ta phải dùng từ gọi là nhờ tới mình để bán cho các chị luôn, nhưng mà với cái giá bó tay tính ra thôi, em bán còn thiệt thòi thôi, người ta bán xỉ. Nguyễn Quốc Sang tím Huế, Nguyễn Thu vàng, Trang Nguyễn vàng. Mưa sắc xôn vàng. Phạm Hoa vải áo mẫu mặc 150.000 một áo các chị ơi, chứ phải là lụa tây đô. Mai Phương Nguyễn vàng. Đúng tất tây đô luôn nha các chị nha. Em bán cho các Quyền chị đi tím Huế. Chị nào lấy thì các chị chốt tím Huế cho em. Em còn tím Huế, còn xanh đen, còn đen luôn các chị ơi. Chia sẻ live stream cho em với các chị ơi, vàng còn 4 áo. Em còn màu đen nữa luôn nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đen luôn cho em. Giá cho em 150.000 một áo nha các chị nha. Trương My vàng 2 áo. Hơi Dương Ngô vàng. Vàng 2 áo với thêm 1 áo nữa đúng không? Dạ. Và còn 2 vàng nữa là hết á. Có đen, có xanh đen, có tím Huế các chị ơi. Em còn 2 áo vàng, chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em. Còn vài áo em mặc là giá 220.000 một áo nha các chị nha. Em còn tím Huế, còn đen, còn xanh đen luôn. Rồi tiếp luôn nè. Nguyễn Hương Giang kem, Vũ Mộng Điệp kem,
kem 190 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt kem cho em, giá cho em 190 ngàn một tháng. Mua mấy cái kia nhiều nè. Hương Phùng kem, Quỳnh Đinh kem. Chất lượng như thế nào luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt kem cho em. Năm Ngô 4 áo kem. Nguyễn Hương kem. Không đẹp không lấy tiền, một cái áo cực kỳ nặng luôn và mặc lên form áo dài rất sang luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt. Vũ Huệ kem. Bạn ơi lấy kem cho mấy chị đi túi thôi, không lấy kem kem không hay là các chị kem để mang sẵn cho cái đây cho các chị luôn. Ngọc Thủy một kem, một vàng 150. Hoàng Tâm kem, Anna Nhung kem. Hoa Hương Nguyễn vải áo mẫu mặc. Chị Vũ Huệ có kem rồi nha chị ơi. Khắp mới vui lòng comment giúp em màu vào số điện thoại nha các chị. Nguyễn Thị Hảo kem. Hoài Trang Hoài vải áo mẫu mặc. Mời cậu úa em còn một áo này các chị ơi. Cậu úa em. Vàng đồng em cũng còn mấy áo nha các chị nha. Cậu úa và vàng đồng. Hoài Trang Hoài. Cam em còn nha các chị nha. Cái đó dư nó bỏ đi để chị tin mặt. Nguyễn Thị Hảo kem. Hoài Trang Hoài. Phương Linh kem. Liên Hương Nguyễn kem. Băng Vũ cậu. Em lên vàng rồi đúng không? Trần Thị Mai Anh kem. Em lên vàng không hả? Hay vàng đồng? Vàng không hay vàng đồng? Không xài một tiếng vàng nào cho các chị được. Trang Đăng vàng. Nguyễn Thu vàng. Sâm Lâm kem. Lan Phạm kem. Tốt lắm, lắm lắm luôn. Tốt đơn cho em đúng 190 ngàn. Và trong đúng một like trên mạng. Lê Hiệp kem. Nguyễn Hoa đây, kem. Chúng ta thì ai biết đường ngô nào mà mò. Bỏ đi treo sau đi. Chứ bán sau chứ không có treo đâu. Cứ từ từ mà bán giá này thì đâu nhất thiết là cứ phải đi hết hàng đâu mà. Quỳnh Đinh vàng và cỏ úa. Cathy Lê vàng hai áo. Thu Hồng kem. Nguyễn Loan cỏ úa. Còn hai áo vàng. Băng Vũ vàng. Bán này chia lại cho các chị mặc thôi chứ còn đâu. Bán mà nếu mà có lời là phải 250 ngàn một áo mới có lời được. Không bỏ chi phí luôn đấy các chị. Cho nên là em không có không, các chị có lấy hay không lấy thì nó không quan trọng đâu các chị ơi. Nguyễn Loan kem. Kem còn một áo. Vàng đồng còn một. Chốt đơn cho em nha. Là mặc gì cũng là ổn. Chuyên sai luôn á. Ai mà không lấy là không buồn luôn á. Cho em xăng cẩm thạch. Chị nào lấy thì các chị chốt xăng cẩm thạch cho em. Các chị ơi mặc không có một tí ngắn nào luôn á. Xăng cẩm thạch cho em giá 190 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xăng cẩm thạch cho em nha. Giá cho em đúng 190 ngàn một áo. Và trong đúng live stream này hôm nay thôi. Tối nay em cũng chẳng bán tới hàng này đâu các chị ơi. Có hôm qua có cái áo em ạ. Một xăng ngày hôm qua em bán các chị đấy. Sáng nay em nói các chị Zalo nhà em ngủ dậy là nó đỏ tè luôn ấy. Mà em chốt hoàn toàn giá 220 ngàn một áo hết. Bỏ cái viên vàng của Trang Đăng ra đi. Chị nào lấy thì các chị chốt xăng cẩm thạch cho em nha. Giá cho em là 190 ngàn một áo các chị ơi. Trời ơi cái màu nó đẹp kinh hoàng luôn á. Xuất sắc lắm lắm luôn các chị nên lấy một cái thanh vàng đồng. Vàng đồng còn. Vàng đồng còn. Thu Nguyệt Võ Thị xăng cẩm thạch. Chị nào Trần Lan xăng cẩm thạch. Cẩm thạch cho em nha các chị ơi. Giá cho em 190 ngàn một áo. Đặc biệt cái này các chị mặc hàng này không hề hít vào trong người.
vì nó không hề hít vào trong người, nó không mỏng đâu các chị, nó dày. Nguyễn Thị Kim Linh cam rất là đẹp luôn. Chị nào lấy Dương Thị Phương đúng. Phương Khuyên xanh cẩm thạch, Trần Thanh xanh cẩm thạch, Nha Tuyên xanh cẩm thạch, Kathy Lê hai áo xanh cẩm thạch, Phương Dương Ngô xanh cẩm thạch, Hải Trang trên xanh cẩm thạch, Hà Mai xanh cẩm thạch, Thúy Huỳnh cam. Là mấy? Xuân Hảo cỏ úa. Đỗ Hiền cỏ úa. Còn một cỏ úa. Còn hai. Băng Vũ xanh cẩm thạch. Vũ Thị Mai Hải xanh cẩm thạch. Hoàn Tâm xanh cẩm thạch. Hết cam rồi. Hết. Kim Huệ xanh cẩm thạch. Cung Nguyễn vàng đồng. Nguyễn Thị Hoài Trang xanh cẩm thạch. Lan Nguyễn xanh cẩm thạch. Kim Anh Lê xanh cẩm thạch. Vân Maria cỏ úa. Còn một cỏ úa. Khi nào lấy thì các chị chốt xong cẩm thạch cho em. Giá cho em đúng 190. Nam Khánh xanh cẩm thạch chị ơi. Đúng 190 cho các chị nha. Chị nào lấy thì chốt xong cẩm thạch cho em. Nguyễn Hữu xanh cẩm thạch. Liên Hoàng cỏ úa. Màu này các chị chốt cho em là màu ruốc. Em còn đúng bằng này thôi, 190 ngàn một áo cho em. Còn không, em đọc là màu đi nhưng mà em lên mãi cho các chị nha. Không không phải một phần thẻ. Trên đây Nguyễn xanh cẩm thạch, Vân Dương xanh cẩm thạch, cỏ úa và vàng đồng em đều hết nha chị. V122 là một tín thuốc nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V122 cho em. Có 6 áo hết luôn. Nhanh còn chậm hết các chị ơi. Nhanh còn. Quỳnh Phương V122. V122 giá cho em 190 ngàn một áo. TD Sa Thu V122. Phương Mầu Quy V122. Trần Như Ngọc xanh cẩm thạch, Hoài Trang Trinh xanh cẩm thạch, Kim Ly Trần xanh cẩm thạch. Màu này ở ngoài là chuẩn tín Huế luôn. V141 giá 190 cho các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt V141 cho em. Còn khoảng chục áo hết sọc luôn. Lê Thị Hạnh Thảo xanh cẩm thạch, Minh Dương V122, Ngân Hoàng V122, Nami V122. V141 là tín Huế. Giá chốt đơn cho các chị 190 ngàn một áo luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt V141 cho em. Anna Nhung V141. Thanh Phạm xanh cẩm thạch. Nha Tuyên V141. Nào lấy thì các chị chốt V141 cho em. Phạm Hoa xanh cẩm thạch. Cái băng Vũ V141. Chị nào lấy thì các chị chốt V141 cho em. Giá cho em 190 ngàn một áo. Chắc phải là 14D. Jenny Phụng 2 áo V141. Đây là 2 da 4D nha các chị nha. Lụa 2 da 4D nha. Chị nào lấy thì các chị Sâm Lâm V141. Ánh Ban Mai V141. Lan Ngọc V141. Không phải như là của người ta ép thì có một cái mặt Trang đang V141. Hai mặt như nhau luôn. Đây này, cho các chị xem. Làm như vậy á, trong ngành mới gọi là ép, như vậy mới gọi là ép chị của các chị. Còn ép là ép trên cái bề mặt nó chỉ có một mặt của các chị, mặt không nó thực tế nó chỉ là im thôi chứ chưa gọi là ép luôn nha. Có một cái còn một. Xuân Hảo V141. Màu này. Này màu đậu phộng này đẹp sang cực kỳ luôn, còn cho các chị 190 ngàn một áo. Nào lấy thì các chị chốt V295 cho em. Những cái màu này là em chỉ còn mấy áo thôi nha. V295 thì nào lấy thì các chị chốt. Kem và vàng đồng em đều hết các chị ơi. V295 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt V295 cho em. Ở dưới cây những màu hồi trước ấy là cắt là còn không? V295 cho em nha, màu này ở ngoài. Jenny Nguyễn V295, Lê Thị Ngọc Bích V295, Jenny Phụng V295, Kathy Lê 2 áo V295.
V295 em hết luôn các chị. F như vậy mới gọi là F với các chị. Còn F kia thực tế nó chỉ là in thôi chứ chưa gọi là F đâu nha. Đây, màu này thì em gọi là màu xanh ve chai. Giá cho em giảm các chị 60.000 một áo, còn 190.000. Chị nào lấy thì các chị chốt V585 cho em. Em bán đúng một line này thôi nha mấy chế ơi. Tối em cũng còn, em cũng không có bán đâu. Em để dành, em bán trên một cái cân khác. Và các chị mua sau live stream là em cứ tính 250.000 một áo á các chị. V595, chị nào lấy thì các chị chốt V595 cho em. Lê Thị Kim Ánh, một áo xanh cẩm thạch. Màu này là màu rêu, còn màu ve chai còn ve chai còn có hai áo à chị ơi. Đây mới là ve chai này, còn màu này là đúng chuẩn màu rêu mà, thấy chưa? Đẹp lắm. Phương màu QV585. Jenny Nguyễn V585, Jenny Phụng hai áo V585, Thanh Du V585. Bèo lắm, ít nhất các chị phải mua một áo này mặc, đặc biệt mà này mà các chị may đầm rất là sang vô cùng luôn. Nào lấy thì các chị chốt V585 cho em nha, còn 246 áo V585. Ve chai còn hai áo à, chị nào lấy ve chai thì chốt ve chai cho em nha. Ve chai là em còn đúng hai áo, còn V585 là em còn 6 áo. Bích Ngọc V141 bỏ cái đi. Dạ bỏ vô qua cái sao chị kia. Jenny Phụng xanh ve chai. Phương Mộ Quy xanh ve chai. Yên Đặng V585. Cathy Lê hai áo V585. Sara Nguyễn V585. Xuân Hảo V585. Lương Cẩm V585 nữa là em hết. Màu này hôm vừa rồi chị kia mua đồng phục không có hàng để treo luôn. Chị phải mua 20 mấy áo thì em còn có 10 mấy áo. Thế là cô thường cái đồng phục bán là nó như vậy đó các chị. V209 cho em giá 190.000. Màu hồng cánh sen này là cực kỳ hiếm luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt V209 cho em nha. Này mà các chị đeo Lê Thị Ngọc Bích V209 đeo thêm thời tiện nữa em bảo đẹp không đẹp không lấy tiền luôn. Minh Chị V209, Yến Hoàng V209, Thu Mai Trần V209, Lê Thị Ngọc Bích hai áo V209, Tú Trương V209, Kim Anh Lê hai áo V209, Nguyễn Hương V209, còn năm Xuân Hảo V209, Hải Vân V209, Nam Ngô V209, Thủy Vũ V209. Vũ Mộng Điệp V209 nữa là em hết. Xanh đen đẹp tuyệt vời cho em luôn á. Em đẹp đó chị hẳn 60.000 một áo, còn 190.000 nha. Giá gốc của nhà em là 250. Em tính các chị giá 190. Chị nào lấy thì các chị chốt V282 cho em. Ở ngoài của nó là đúng chuẩn màu xanh đen luôn. Các chị ơi, mặc cái form áo dài đẹp lắm. Các chị may ngang may dầm đều đẹp hết luôn. May ngang may dầm là em đang nói những chị mà đang là thợ may, các chị sẽ hiểu được vải là may ngang hay may dầm nha. Còn vải này các chị may ngang hay may dầm đều đẹp hết luôn. Và đặc biệt là cái form và cái tè của nó rất là đứng luôn mấy chế ơi. V285 còn không ạ? Ôi xin lỗi, V283 em chứ. Đưa đưa một xanh đen đây đây. Jenny Phụng V283, Ngân Hoàng V283. Mặc là không có tiếng lắm. Lê Thủy Hạnh Thảo V283. Hương Thanh V283. Cẩm Tú V283. Quỳnh Điên hai áo V283. Kim Yến Nguyễn V283. Hương Thanh V283. Phạm Thuận V283. Cái sọt kia kìa, đưa qua đây để cái túi với cái bắp như giống như bắp vào mặt mấy chị ấy. Nó cười cục lắm. V283 cho em nha. Để hẳn qua bên kia đi, không có đứa nào ngồi lên đấy thì để hẳn qua bên đấy cho tôi. Chị nào lấy thì các chị chốt V283 cho em. Tin Nguyễn V283.
V209 em hết rồi nha các chị. Còn 246 V283 nữa là hết. Phạm Nguyễn V283, Điệp Nguyễn V283, Phương Thanh V283. Rồi bỏ màu trắng luôn. Phương Thanh có rồi, nó bỏ ra một cái đi. Phan Vũ V283, còn 3. Huỳnh Bảo V283, còn 2. Có em có trắng nữa, chị nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em nha. Trắng cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em, khỏi cần phải lên luôn á. Quá là đẹp luôn đấy các chị ơi. Hôm nay em giảm hẳn lô này cho các chị 60 ngàn một áo. Chị nào mua 2 áo là giảm được 120 ngàn. Và 3 áo là các chị trả tiền. Thực tế các chị mua 3 áo là các chị được 4 áo đó. Kim Huệ V283 còn 1. Giống như gọi là ok chị Nguyễn Ngọc vô tặng á. Áo mẫu mặc màu về màu đó bên em hết rồi nha các chị. Ơ ngộ nha. Lúc bán thì nhất định Peter Ricky V283 nữa là em hết. Trắng cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em. Kim Yến Nguyễn trắng, Lê Diệp trắng, Kim Anh trắng, Quỳnh Điên hai trắng, Minh Trịnh trắng. Băng Vũ trắng. Cathy Lê hai trắng. Này, cô Băng Vũ Thúy Hương Lê trắng hai áo. Trần Lan trắng, Vũ Mộng Điệp trắng, Hạnh Vân hai trắng, Đoàn Thảo trắng, Phương Thanh trắng, Thanh Hằng trắng. Chẳng có khúc 39. Đơn đồng phục là phải cọc và chuyển khoản trước bên em mới đi hàng nha chị ơi. Thu Phạm trắng, Nhiều Nguyễn trắng hai áo, Điệp Nguyễn trắng, Hạnh Vân hai trắng. Chị Hàm Vân có rồi nè. Bắt đầu Hạnh Vân có hai áo rồi nè. Phải bỏ mặt. Đây nè, rớt dưới kìa. Trần Thị Lệ Quyên trắng, Trần Thanh trắng, Nguyễn Thị Hóa trắng. Có rồi đúng không? Có rồi, chị nghe thấy đọc rõ ràng. Hạnh Vân hai áo có trắng. Có rồi. Winnie Lê trắng hai áo. Còn hai trắng và một phút 39. Trời, tiếng kè quá trời, quá đắt đẹp luôn. Nguyễn Thúy Hằng trắng. Chị nào lấy thì các chị chốt tiếng kè cho em nha. Tiếng kè cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt tiếng kè cho em. Em sẽ cho các chị lô này, em nhập một lô khác về em bán cho các chị. Dạ chị Ricky, chị nhắn tin bên Messenger bên em cho thông tin nhà may nha chị ơi. Quá trời đẹp. Màu này đúng chuẩn là ta. Trắng em có một khúc 3m9, chị nào lấy comment giúp em. Chị nào lấy thì các chị chốt tím kè cho em, giảm cho các chị được 60 ngàn một áo, còn 190 ngàn nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt tím kè cho em. Cái chất này á, bên thiết kế người ta lấy rất nhiều luôn đó các chị. Chỉ có điều là bán ra ngoài thì các chị chưa có mặt quen, các chị nhìn thấy nó vậy thôi. Chứ còn các chị cứ đi mua đồ thiết kế và các chị sẽ thấy họ lựa những cái này này lên rất là ngon, mặc đẹp lắm. Ôi. Mỹ Huệ tím cà hai áo, Phạm Kim tím cà, Huy Ngô tím cà. Tím cà cho em, chị nào lấy thì các chị chốt tím cà cho em. Các chị ơi, giá cho em 190 ngàn một áo nha. Hôm sau live stream em không có bán giá này đâu, vẫn tình yêu ơi. Không có bán giá này đâu. Giá cho em 150 nha các chị nha. Kim Huệ tím cà, Quỳnh Đinh tím cà. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cà cho em. Giá cho em 190 ngàn một áo nha. Jenny Phụng tím cà. Hẳn đưa cái màu vàng bẩn hề màu da đây đâu. Màu này các chị lên mã số cho em. Nhận vải không đẹp khỏi cần trẻ tiền luôn. Màu này chưa bán bao giờ luôn. Bây giờ mới lôi ra bán các chị. Kim Oanh trắng 3m9, Tú Trương tím cà, Lê Thị Hạnh Thảo tím cà. Chị. Màu mẫu mặc bên em hết nha các chị. Lấy màu này liền cho em. M361.
liền cho em ở ngoài đúng chuẩn màu vàng mỡ mè luôn, đẹp vô cùng. Thêm cho em cái quần màu nâu của siêu diamond nữa là vô cùng. M361 thì nào lấy thì các chị chốt M361 cho em. Ngọc Huyến tím cà. Biết còn hay không thì ở dưới kia có một người ra đây kiểm cái phiếu đó coi còn bao nhiêu để chốt đơn cho khách, sao lại ngồi đứng lẫn như vậy, tí dư em mang về mặt ha. Thì Dung Đào M361, Kim Huệ M361, Trâm Huyến Anh M361, Jenny Phụng hai áo M361, Winnie Lê M361, Quỳnh Đinh M361, Thiền Nguyễn tím cà một áo. Thuận Hòa M361 8 áo. Nguyễn Hiếu Chí 2 áo tím cà. Thu Hoài M361, Jenny Nguyễn M361, Nông Nguyễn M361, Phạm Hoa M361, Xuân Hảo M361, Kim Nguyên M361, Nguyễn Bình Phương M361, Ngọc Diễm M361, Bích Niên Vũ M361, Nguyễn Thúy Hằng M361, Thu Nguyệt Võ Thi M361, Chi Nguyễn M361. Lê Diệp M361. Tập trung làm cái màu trắng cho chị trước đi. Chị Kim Huệ có M361 rồi nha chị. Cathy Lê tím cà 2 áo. M361 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt M361 cho em. Giá cho em 100. Điệp Nguyễn M361. Một vải áo nha chị. Một áo M361 nữa đúng không? Dạ. Chị nào lấy thì các chị chốt M361. Thằng Nguyễn M361. Các chị ơi, giá cho em 190.000 một áo nha. Kim Huệ M361. Nga Thay M361. Hồng Trinh M361. Nào lấy thì các chị chốt M361 cho em. Giá cho em là 190.000 một áo. 190.000 một áo. Các chị ơi, còn hơi đi cho lên nữa là không. 190 cho em nha. Trường Nguyễn M361. Ôi, nó đẹp thành sầu luôn á. Màu này là nhà em gọi là màu hồng vôi. Nhưng mà em vẫn lên má cho các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt M527 cho em. Nhưng mà màu này ở ngoài đúng gọi chuẩn của nó là màu hồng vôi luôn. Màu này hôm qua siêu đang mang mới về, màu này xanh bất thường luôn. M527, chị nào lấy thì các chị chốt M527 cho em. Giá cho em là khi chốt trực tiếp trên live stream thì em mới chốt cho các chị giá này nha. Còn nếu mà mua đúng sau live là không bán giá này đâu. Với tiêu chí là bây giờ ngày nào em bán hàng sản cho các chị là cứ mỗi một màu em bán đúng 10 hoặc 15 áo thôi. Cái này là thực sự là không có sự chuẩn bị cho nên biết có số lượng nhiều như vậy cho các chị. Vũ Hành M361 M56 màu và bán mỗi màu các chị đúng 15 áo. Huyền Trân M527, Kim Huệ M527. M527 thì nào lấy thì các chị chốt M527 cho em. Giá em nhập công ty, các chị biết bây giờ nếu công ty họ có nhìn họ cũng đem bảo sơ tố lại bán giá này luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt M527 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 190.000 một áo các chị ơi. Không hết 20 giờ thì đó là một không thể làm hết rồi. Đố thì là M527. Tiếp Bùi M527, Dung Thanh Nguyên M527,
nào lấy thì các chị chốt M527 cho em nha. Giá cho em 190 các chị ơi, 190.000 một áo cho các chị nha. Mua trực tiếp trên livestream thì em chốt cho các chị giá này, nhưng mua sau live là em không bán giá này đâu nha các chị yêu nhá. Và em còn cho các chị là màu đỏ rô tươi nữa, thì nào lấy thì các chị chốt đỏ rô tươi cho em. Lương Cẩm M527, Nguyễn Thị Hoài Trang M527. Đỏ đô tươi cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô tươi cho em. Giá cho em là 190.000 một áo các chị ơi. Này đẹp này. Này mặc quần gì cũng đẹp hết, đặc biệt mặc quần trắng. Này các chị may cho em có cổ tay dài, các chị mặc mùa đông ở bên Mỹ luôn ấy. Chất này đồ bây giờ 3 độ luôn, mặc cũng không fit vào trong người luôn. Đỏ đô tươi cho em, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô tươi cho em. Phạm Quyên đỏ đô tươi, Huyền Trân đỏ đô tươi, Anna Nhung đỏ đô tươi. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô tươi cho em. Giá cho em 190.000 một áo nha các chị ơi. Giảm cho các chị 60.000 còn 190.000. Phương Thanh đỏ đô tươi. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô tươi cho em. Giá cho Nhung em Nguyễn đỏ đô tươi. Em còn cho các chị là màu xanh môn, màu xanh coban và màu hồng nữa. Đấy là bán các chị bằng đấy màu thôi, không có thu gì các chị đâu. Huyền Trân đỏ đô tươi thêm một áo nữa. Tâm Tâm hai áo đỏ đô tươi. Đặng Hồng Nhung đỏ đô tươi. Phạm Thục Trâm đỏ đô tươi. Nguyễn Niệm đỏ đô tươi. Ngọc Bé đỏ đô tươi. Vân Linh đỏ đô tươi. Mỹ Huệ đỏ đô tươi. Lương Cẩm đỏ đô tươi. Nguyễn Thị Hoài Trang hai áo đỏ đô tươi. Trinh Nguyễn M527. Trần Thi Anh đào đỏ đô tươi. Xu Lê đỏ đô tươi. Huy Ngô đỏ đô tươi. Giá cho em là 190.000 một áo nha các chị nha. Thanh Hằng đỏ đô tươi. Giá 190 các chị ơi. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng. Tuyết Trinh đỏ đô tươi. Tết là đúng luôn á. Hồng Biết Liên Vũ đỏ đô tươi. Nào lấy thì các chị chốt hồng 190 cho em nha. Em thấy ở trên cái video của nhà em ấy, Ngọc Nguyễn đỏ đô tươi. Em nói các chị khách mua cực kỳ nhiều luôn á. Ở ngoài đẹp lắm mấy chế ơi. Ui là trời. Hồng 190 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng cho em hoặc đỏ đô tươi cho em nha. Tắt like đi cả. Chị ơi lấy đủ màu chị. Lấy đủ màu. Chị nào mà lớn tuổi thì lấy màu trắng. Chị nào lớn tuổi thì lấy màu đậm đậm. Chị nào tròn tròn người thì lấy màu đậm đậm. Còn chị nào dáng đẹp em nói thật xin lỗi, hoặc màu gì cũng đẹp. Trên Nguyễn đỏ đô tươi. Liên Hương Nguyễn Hồng. Nguyễn Cố Sang hồng hai áo. Nhiều Nguyễn đỏ đô tươi. Hoa Vũ đỏ đô tươi. Trọng Nghĩa đỏ đô tươi. Vũ Mộng Điệp hồng. Hoa Mai đỏ đô tươi. Trang Đăng đỏ đô tươi. Lê Thùy hồng. Peter Ricky hồng. Lê Thùy hồng. Tú Trương hồng. Quần quốc sang thì bấm xin riêng một đi. Quần đen. Nhiều Nguyễn hồng. Thực sự là quần gì? Nguyễn Thị Ánh Tuyết hồng. Nào đấy thì các chị chốt hồng cho em, giá cho em 190.000 nha. Phạm Hoa hồng. Hôm nay các chị chốt cho em là hồng son môi. Những cái hàng mà hàng lô tô tầm với hàng là gấm ít khi nào có màu này lắm luôn. Đúng có Mỹ Tịnh hồng. Em luôn nha. Thì nào đấy thì các chị chốt son môi cho em. Ngọc Nguyễn hai áo hồng. San môn cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt san môn cho em, giá cho em 190 luôn nha các chị nha. Với lại cái lô mà hàng của Thái Tuấn Phương mà em để bên kia thì cho qua đây cho chú luôn.
này bán toàn hàng xịn sò mà đẹp dễ cho các chị không? San môn cho em nha, còn hồng. Liên Hương Nguyễn San môn, Kim Huệ San môn, Minh Trịnh San môn, Phương Thanh San môn, Võ Mỹ Tịnh San môn, Hoài Lan San môn. Phương Dương Ngô San môn, Hải Nguyễn San môn, Thúy Uyên San môn. San môn cho em các chị ơi, chị nào ấy các chị chốt san môn cho em. Vậy á, mẫu mặc là màu cam không phải đỏ đâu chị ơi. Em mặc là màu cam chị ơi. Vũ Mộc Điệp San môn, Nhiều Nguyễn San môn, Út Lục San môn, Đan Si Quỳnh Si Si San môn, Liễu Nguyễn Đỏ Đô Tươi, Tú Chương Say Môn, Gái Hoa Hồng Say Môn, Chín Áo. Dung Thanh Nguyên Say Môn, Nguyễn Thị Hảo Say Môn, Trinh Bùi Say Môn, Nguyễn Thị Liên Say Môn, Kim Nguyễn San môn. Thấy còn cái màu chị mặc đó, đã số lượng luôn nha. Màu quần chị mặc. Loan Kim San môn. Kim Hòa San môn. Toàn sắc biết không? Em nói hôm nay em bán toàn hàng cao cấp, toàn rẻ rẻ cho các chị, cho nên các chị có cô. Vũ Hàng San môn, Nguyễn Thúy Hàng San môn, Kim Oai San môn, Phan Yến San môn. Không đẹp, không lấy tiền nữa. Đảo đô còn đúng bằng này thôi, đúng không thế không? Ưu tiên chốt cho mấy chị khách thôi. Chắc chắc. Không đẹp, không lấy tiền. Đảo đô cho em. Chị nào lấy thì chắc chị chốt đảo đô cho em. Dễ cho em một trăm. Mỹ Huệ San môn, Phạm Hòa San môn, Trang Nguyễn San môn, Hạnh Vân San môn, B433 cho em giá 190.000 một áo. Chị nào lấy chị cách chốt B433. Ánh Ban Mai San môn, ôi trời ơi, tôi chết rồi. B433 cho em nha. Chị nào lấy chị cách chị chốt B433 cho em. Cái màu của chị mặc ở dưới cây còn Trung Thị M433. Giá cho em 190.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy chị các chị chốt V433 cho em này. Chi Nguyễn V433, Phương Thanh V433. Chị nào lấy chị các chị chốt V433 cho em. Tình Lê V433. Chị nào lấy chị các chị chốt V433 cho em nha. Gom hết ra đây cho chị, vì chị biết giá này là các chị sẽ mua rất là lớn luôn. Nên nói là hôm nay chương trình của các chị là em đẹp giá cho các chị, để các chị may, các chị mặc lễ Giáng sinh bên đạo Công giáo của mình. Một năm là lễ này lớn nhất trong một năm, có lễ nào lớn hơn được nữa đâu các chị. Cho nên là Cảm em chia lại đồ đẹp cho các chị mặc. Các chị có nhu cầu thì các chị mua về các chị may mặc nha. Phạm Thị Kim Yên V433, Bích Liên V433, Thanh Lê V433, Nguyễn Thúy Nga V433, Kim Huệ Nguyên V433. Màu em mặc hết rồi các chị ơi. Peter Ricky V433, Lan Lê V433, Kim Nguyên V433, Nguyễn Thúy Học V433, Nhung Nguyễn một áo San môn, Bích Thủy V433, Trinh Nguyễn V433 nữa em hết. Cái chị mua lụa ánh kim ấy, các chị đã bao giờ thấy em bán 199.000 bao giờ chưa? Thấy con ánh kim ấy các chị chưa bao giờ có luôn.
chưa bao giờ bán 199.000 bao giờ luôn, chứ đừng nói tới là bán tới cái giá. Chị nào lấy thì các chị chốt V240 cho em nha các chị nha, giá chốt đơn cho các chị. Có cái màu mà cái màu nha nhau là nhớ nói thợ nha, đứng cho các chị một chút xíu pha lê làm cửa tay với làm cổ tay giống kéo hô sơ tầm cho em mặc, mà các chị mặc bảo đẹp luôn, không có cần phải đeo phụ kiện phụ vụ kẹo gì hết, đủ đẹp rồi mấy chế ơi. Như Nguyễn hai áo V240, Võ Mỹ Tịnh V240, Nguyễn Mỹ Tâm V240, Nguyễn Kim Chi V240. Giá cho em là 190.000 một áo các chị ơi. Vậy chứ bây giờ mà may áo này lên mà mặc quần trắng là các chị đang hỏi gầm tuyệt đời luôn ấy. Lên đi V240. Chị nào lấy thì các chị chốt V240 cho em, giá cho em 190.000. Peter Ricky V240, Diễm Đỗ hai áo V240, Út Lục V240, Bích Liên V240. Thì Nguyễn V240. Bây giờ trong thời gian chờ đợi. Thanh Thảo V240 cho em xin số điện thoại nha chị. Không đẹp không lấy tiền nha. Kim Nguyên V240. Màu này ở ngoài của nó là màu xám chì, không phải màu đen nha các chị nha. Xám chì, giá cho em 100.000. V597, chị nào lấy thì các chị chốt V597 cho em. Thi Diễm Sơn Nguyên V240. Nguyễn Thúy Hằng V240. Uyên Phạm Thị Thanh V240. Phạm Tuyền V240. Còn hai áo là hết. Còn không? Còn mà đúng không? V597 cho em giá 100.000. Thì nào lấy các chị chốt V597 cho em. Ở ngoài của nó không phải màu đen nha, nó là màu sáng chì nha các chị nha. Trong thời gian mấy bạn lấy lụa Thái Tôn ấn tin ra bán cho các chị con nhé. Chia lại cho các chị giá ngày hôm nay 190.000 một áo cho em. Trung Thị V597, Quyên Phạm V597. Chị nào lấy thì các chị chốt V597 cho em, giá cho em 100.000 một áo 2m của 1m6 các chị ơi. Ở ngoài của nó là màu sáng chì nha. Nguyễn Kim Yến V597, Bích Thủy V597. Không phải màu đen đâu nha các chị, sáng chì rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt V597 cho em, giá cho em 100.000 một áo 2m của 1m6. Thanh Thanh V597. Chị nào lấy thì các chị chốt V597 cho em, giá cho em 100.000 một áo các chị ơi. Nguyễn Lam Phương Thảo V597, Hà Hạnh V597, Trần Linh V597. Chị nào lấy thì các chị chốt V597 cho em, giá cho em 100.000 các chị ơi. Giá cho em 100.000 một áo nha. Nhớ chia sẻ livestream cho em với các chị ơi. Công tác Mơ Nguyễn V597. Trời ơi đẹp lắm. Này cho các chị xem nè, từ đến nguyên một cái giải hoa nó rất là sang luôn á. Chị
nào lấy thì các chị chốt lên 5-9-7 cho em. Mỗi ngày nếu mà các chị thích xem, các chị mặc cho em một quần màu đỏ đô. Trên bùi V597 quần màu vàng đồng á. Phương Trang V597. Khi nào lấy thì các chị chốt V597 cho em nha. Tú Trương V597. Vé cho em 100 ngàn một áo các chị ơi. Vải có độ co dẹp, không cần phải lót, không xù cướp đường. Phương Hoàng V597 bảo hành cho các chị mua 1 năm sau các chị mặc vẫn còn nhìn thấy mặt em. Ngọc Như V597, Nguyễn Mộc Điệp V597 vẫn không nhìn thấy mặt em luôn đó. Bùi Thị Hoa 2 áo V597. Khi nào lấy thì các chị chốt V597 cho Dương em. Dương V597 vé cho em 100 nha các chị. Anh Nguyễn V597 cuộn khi bên em chốt đơn chị báo bạn cắt thêm cuộn cho chị nha chị. Thị Hồng V597, Băng Vũ V597. Khi nào lấy thì các chị chốt V597 cho em. Vé cho em 100 ngàn các chị ơi. Mùa bọc cho Tú cái màu tím xanh kia luôn. Cái đấy thấy ở ngoài kia còn hay là cây thì nó mới khác vậy. Đưa đây cho chế một áo chế đi Mai. Cho chế một áo đưa cho Phong liền. Nhắn nói anh Phong là chị Tú cần cái áo này gấp, tối nay mặc tròn xét tay dài. Rồi nhanh gọn lẹ luôn. Trong vòng đúng 3 tiếng đồng hồ là có áo mặc. Không cần phải nói nhiều. Mùa vọng là phải mặc tím. Không mặc tím là không chơi rồi đó. Tím than cho em giá 100 nha. Chị nào lấy chị ghét chị chốt tím than cho em. Trời ơi, nhà em có cái quần màu da này rồi, không cần phải may nữa. Quần là em có 3 ngàn. Có khi đen em có 7 cái quần màu đen, 12 cái quần màu đen chứ chị có tin không. Tím than cho em giá 100 ngàn. Tối em có áo mặc cho các chị xem. Giờ nó đưa liền vào cái là em nhắn phát một là tối em có áo mặc cho các chị xem liền. Dường Thu Nguyễn tím than. Gì? Tối mặc lại không còn bán, nó ngộ vậy đó các chị. Nó sự chỉ ngộ vậy đó. Chị nào lấy thì các chị chốt tím than cho em nha. Giá cho em 100 ngàn một áo 2m của 1m6. Như Nguyễn tím than, Nguyễn Thị Hoài Trang tím than, Phương Hà tím than, Thanh Thanh tím than, Phương Hoàng tím than, Vân Dương tím than, Nguyệt Duyên Thi tím than, Kim Anh tím than, Nguyễn Thường tím than, Băng Vũ tím than, Phạm Nguyệt hai áo tím than, Lan Ni tím than, Tú Trương tím than, Tuyên Nguyễn tím than. Băng ơi, có chị nhận được nhắn lại được. Hương Thu tím than, Nguyễn Thị Hoài Trang tím than, Phạm Hà tím than, Sáu Lê Lê tím than, Bó Mỹ Tịnh tím than, Phạm Thị Thuận tím than, Phương Khanh Nguyên tím than, Tuyên Mộng tím than, Thuận Hòa tím than, Nguyễn Yến tím than. Ủa vậy đi Mai để làm gì? Thanh Thảo tím than, Hoàng Dương tím than, Nguyễn Kim Chi tím than. Dạ em cảm ơn chị Nhường Thu Nguyễn. Dương Nguyễn tím than. Ủa vậy rồi đi Mai. Ngọc Huyền tím than, Dương Lê tím. Có Dương Lê tím than, Vương Nguyễn tím than. Chị Sáu Lê Lê có rồi ạ. Chị Ken An Trần tím than. Lan Ngọc tím than, Dương Hồng tím than, Dương Nguyễn tím than, Mỹ Tâm Trần tím than, Nguyễn Kim Yến tím than, Mỹ Linh tím than, Nguyễn Vân tím than. Phạm Hà tím than 4 áo. Sáu Lê Lê thêm 1 tím than nữa. Huê Nguyễn tím than, Trâm Nguyễn Anh tím than. Trời ơi các chị ơi, nếu như mà không đẹp thì không bao giờ tối đi. Sáu Lê Lê thêm một nữa là tổng cộng là 3. Lê Bảy tím than, Mai Dinh tím than. Một trăm ngàn cho em nha. Chị nào lấy thì cách chốt tím than cho em. Còn Hằng ơi, Quyên Trần tím than, Dương Dương tím than. Để trong thời gian cho chúng nó chuẩn bị lấy cái này này cho các chị nha. Em còn nhiều tối mặc nữa này mà em khuyên kéo với các chế là chỉ còn mười mấy áo.
Như ý Thạch Nguyên tím than hai áo. Tâm Mi Võ tím than. Nguyễn Phương tím than. Lương Hoa tím than. Nguyễn Huy Hoàng tím than. Nhận vải không đẹp khỏi tầm trẻ tiền cho em luôn. Màu 367 thì nào lấy thì rất chốt màu 367. M361 cho em giá 100.000. Chị nào lấy thì cũng chốt M361 cho em. Khen Nguyễn tím than. Lê Trần tím than. Thoa Nguyễn tím than. Hôm nay em bướm một cái cho các chị xuôi xuống. Bây giờ các chị may như thế này cho em. Các chị may như thế này cho em. Ai? Ở trên của nó là hoa như vậy là các chị mặc rất là sang vô cùng luôn. Giống như gọi là điểm nhấn thì đó các chị. Giá cho em 100.000. Chị nào lấy thì các chị chốt M367 cho em. Cho Yến Bùi tím than. Lê Hiếu Thái tím than. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho em. M367. Chị nào lấy thì các chị chốt M367 cho em. Nhiều Nguyễn M367. Các chị biết không, nó dạ rồi là các chị đủ hiểu luôn. Nguyễn Thị Hoài Trang M367. M367 sao có khúc bánh tưng vậy mày biết mấy đứa. Quyên Phạm M367, Nguyễn Thơ 10 M367, Nguyễn Lâm Phương Thảo M367, Đặng Hồng Nhung M367, Vân Dương M367, Bích Thủy M367. Các chị ơi, đợt này thật sự vải này các chị cứ cầm về, các con em đứng đây chứ không đi đâu đâu. Lê Trần M367. Đợt này rất là đẹp. Đẹp như hàng lụa cao cấp luôn đấy. Các chị ơi, đẹp như hàng lụa cao cấp luôn đấy. Nói như vậy là các chị biết rồi đó. Và các chị biết là em rất là kiếm, khi nào đợt này không có mẫu đẹp cho nên em vẫn than thở với các chị đấy. Có một cái này em sẽ lấy liền về bán các chị liền. Em là bà hoàng của vùng lộ mango, không thiếu một cái mẫu chỉ được trợ sỉ luôn đó các chị. Ngọc Lan M367, Nguyễn Thị Hoài Trang M367, Kim Nguyên M367, Huyền Nguyễn M367, Banda Rosy 2 áo M367. Thế rồi đúng không ạ? Tú Trương M367, Trần Lê M367, Nguyễn Hương M367. Còn 2. Đỗ Thu M367, Thái Hằng Linh M367. M367 có hết rồi mấy tâm. M367 em hết tím than, em hết các chị ơi. Đây nữa luôn, mẫu này. Tức quá trời quá đất với các chị. Cái mango em vẫn nói với các chị như vậy này. Nó chỉ có duy nhất đó là khuyết điểm. Lâu lâu nếu nó có hàng bông chân thì các chị nên mua. Còn em dám khẳng định với các chị luôn là chất vải, nhưng em nói chất nha, đẹp hơn trong tất cả các loại chất. Nếu các chị từng mặc form rất đẹp, nó có một cái ưu điểm là các chị ơi, nó có độ co giãn, nhưng mà các chị có may đúng sớ vải hay nghe sớ vải nó đều không bị bay tà là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó có độ co giãn. Và thứ ba nữa là vải của nó không bị bóng, để cho nhiều chị mà tròn người mặc cái gì lộ khuyết điểm là mình bóng bóng thì mình sẽ bọc đấy. Nguyễn Thắng M367 1m4. Mẫu này các chị may cho em. Nó thật xin lỗi với các chị, chứ mẫu này mặc đẹp hơn thổ cẩm nhiều. Chốt đơn cho em giá 100. Ở ngoài của nó là màu đỏ đô nha. Màu đỏ đô cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt M478 cho em. Mùa này em vẫn than tiền với các chị là lũ mango không có bông chân đẹp. Có một cái là em tin về bán các chị liền. M478, chị nào lấy thì các chị chốt M478 cho em. Giá cho em 100.000 một áo. Và hôm nay em giới thiệu cho các chị chất này thì em cũng mới về luôn. Giá rất là mềm, nhưng mà bảo đảm luôn các chị mặc rồi mai mốt các chị sẽ phải hỏi lại nữa thì nó về rất là ít luôn. M478 giá 100 luôn. Vân Dương M478, Dương Nguyễn M478, Nguyễn Nhật M478, Chuồn Thu Nguyễn M478, Ti Diễm Sơn Nguyên M478, Sáu Lê Lê M478, Xuyên Nguyễn M478, Thanh Thanh M478, Lê Thùy Hải Thảo M478, Ngọc Ngọc M478, Phạm Thị Thuận M478, Ngày Trở Về M478, Tâm Huy M478, Phạm Quốc Đạt M478. Giá cho em đúng 100.000 cho các chị thôi. Giang Hương M478, Lại Thị Trâm M478, Hương Hà Ba Áo M478. Thì 6 Lê Lê có rồi nha chị.
nào lấy thì các chị chốt mà 4,8 cho em, giá cho em đúng 100 ngàn cho các chị thôi. Nguyễn Liễu M478. Linh Linh M478. Trần Gia Thuận M478. Trần Cần Huy M478. Lương Hoa M478. Này chưa thấy có này ạ. Còn đặc biệt em vẫn nói với các chị là nước ngoài họ không mặc bông chân, nhưng mà em dám tự tin cho các người và đứng đây nói luôn, chẳng qua là vì người khi nói ra thì có vẻ như là các chị sẽ nói là em nói dối, chứ thực sự nhìn trong nghề sẽ biết được những cái hàng bông chân của hàng nhập này nó đẹp hơn hàng Việt Nam mình in rất là nhiều. Nhưng cái quan trọng nhất là chất vải của họ siêu đẹp, không xước đường chỉ, có độ co giãn, không đẹp, không lấy tiền luôn. Đây. Em có nói các chị ngày hôm qua em bán Thái Tuấn 400 ngàn một áo, thật sự với các chị luôn, em bán trong lòng em cảm thấy là giá rất là cao so với các chị phải bỏ tiền ra mua, vì em vẫn thường nói là hàng Thái Tuấn và hàng áo dài ABC là hàng cộng thêm 30% tiền thương hiệu của họ nữa. Tiền thương hiệu là gì? Tiền thương hiệu là để chạy cho những cái chương trình mà họ đã thành lập được bao nhiêu năm và cái sự uy tín của họ cộng vào trong đó nữa, chứ thực tế giá trị của nó. Em nói các chị này, nhận vải không đẹp hỏi cần trả tiền cho em nha. Hai mặt như nhau, hàng đúng chuẩn xịn sò, mới về xong tức thì luôn. Giá chốt đơn cho các chị 200 ngàn một áo, nhưng trong livestream này giảm đúng 180 ngàn một áo cho các chị thôi. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho em luôn. Tươi Đinh Thi M478, Như Ý Thạch Nguyên M478. Cái này có ấy không? Tôi đây cho chế một áo chế may, chứ cái này là chế mua về hoàn toàn chế may hết cho cái này thôi. Mà hôm nay các bạn đã tắt ra rồi. Mặc thêm cho em cái quần màu đỏ đô của siêu diamond nữa là khủng đẹp luôn. Giá rất là vừa tiền, có độ co giãn. Em nói này, nếu chị nào mà đi du lịch nha, hoặc may đi chụp hình, em cho các chị đi từ sáng đến chiều, nếu các chị xếp tròn vào không nhăn một tí nào luôn. M264 mấy áo chị? Hai áo chị. Đúng 180 ngàn một áo cho các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt M264 cho em. Nếu ai yêu thích hai đều thì ít nhất phải mua được áo này. Đẹp vô cùng là đẹp luôn, chỉ có tông phối thôi, không có tông sáng cho các chị ơi. M264 cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt M264 cho em. Lê Quỳnh Chi M264, Jenny Nguyễn M264, Trâm Nguyễn Anh M264, Thái Hằng Đi M264, Bà Ngoại M264, Sarah Nguyễn M264, Trần Cận Huy M264, Thùy Hương Lê M264, Thảo Phạm M264, Nguyễn Nhân M264, Hoàng Hiếu M264, Trinh Nguyễn M264, Phạm Thị Thuận M264, A Lê M264, Kim Nguyên M264, Bảy Ngô M264, Quách Đức, Quách Đức An M264, Lan Phạm M264, Nguyễn Yến M264, Sếp Phạm Quốc Đạt M264, Tâm Huy M264, Dương Nguyễn M264. Giá cho em đúng 180 ngàn một áo cho các chị. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho em. Em một cây cứ bán 2 like các chị là em sạch sẽ, là coi như mình tính đơn giản là 1 like đó. Tài là nhẹ có 2 like đó các chị.
Chị nào lấy thì các chị chốt M264 cho em. Lucingo M264. Giá 180 nha các chị ơi. Giá 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt M264 cho em. Tí nữa còn nhiều chơi cho chị không sợ. Chị nước mắt ra đi chị quay những video tối chỗ chị bán nha. Kim Anh M264. Rồi xong chưa? Xong thái toán chưa? Giảm giá cho các chị đúng 190.000 một áo. Chắc phải là lụa thái tốt thái kim chưa bao giờ có luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Trời ơi nó đẹp. Này là chia lại cho các chị mặc nha. Không có bán đâu các chị. Nếu mà đúng với giá bán là 250.000 một áo. Nó chưa hết đây cho chú tí nữa chứ là cái video này chú quay lên rồi đó, quay lên các chị có thể thấy nó đẹp như thế nào luôn. Đại thị Trâm M264 có bao nhiêu em chốt cho các chị bấy nhiêu nha. Đây là chất vải lụa thái tốn ấm kim các chị, giống cái quần em đang mặc là lụa thái tốn ấm kim này. Giá cho em đúng 190.000 một áo trong livestream ngày hôm nay. Mà chưa mua được màu nào thì nhớ săn nha các chị nha. M132 có khúc 3, khúc 7 và khúc 3, khúc 4 à. M132 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt M132 cho em. Giá cho em 190.000 một áo. Chất vải là lụa thái tốn ấm kim các chị ơi. Chưa bao giờ có luôn á. Quá trời quá đất xuất sắc luôn. Thanh Hằng M132. Chị nào lấy thì các chị chốt M132. Chị Nguyễn M132. M132 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt M132 cho em nha. Giá cho em là 190.000 một áo các chị ơi. Không bao giờ bỏ lộ tay cho lắm khi màu này với giá này đâu. Giá cho em là 190 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt M132 cho em. Cứ thẳng nhất thì qua luôn cho nhau nha. Tính em lấy thẻ nhau gọi là sẵn sàng cần màu này nhà em gọi là màu chính thuế. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em luôn. Giá cho em là 190.000 một áo. Chị nào chưa có một nghìn thì nhớ xong nha. Một áo giảm được 60.000 một áo luôn. Cho nên em đè con số cho các chị 60 hết toàn bộ luôn á. M258 thì nào lấy thì các chị chốt M258 cho em luôn. Giá cho em 190 luôn nha các bạn yêu nha. Thanh Huyền đổ M132. Hoặc là chị nào mà không có nhớ mẹ thì vui lòng đánh cho em là tí thuế. Chắc phải là lụa thái tốn ấm kim. M258 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt M258 là tí thuế cho em. Nguyên Nguyễn M132. M132 ở ngoài gọi là hồng dâu đậm nha mấy chế ơi. Chị Nguyễn M264. Và màu này thì em gọi là màu da, da đậm á. Winnie Lê M132. Năng Yến tím Huế. Bên em bán vải không bán áo dài may sẵn hả chị? Xanh đen cho em giá 190 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt. Phạm Thị Lệ Thủy M132 khúc 3m4. Em còn một khúc 3m7 nữa. M132 em còn khúc 3m7. Trời ơi các chị nghĩ sao vậy? Mà em đang mặc cái quần của nó là vải này. Nói chung là em có nguyên bộ đấy. Nhưng mà lúc nãy em thích kế là em lấy cái quần ra mặc liền á. Xanh đen cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đen cho em luôn. Hầu như là chị nào cũng mua giá 250.000 một áo hết rồi, không có còn gì đấy nữa đâu. Hoàng Huệ M132 một bộ này, em chốt hai áo nha chị. Anh Phạm Tím Huế Bảo Bình M132 3m7.
Em còn xăng đen nữa, chị nào lấy thử cái chị chốt xăng đen cho em. Hồ Quỳ M132. Giá cho em là 150. Jenny Nguyễn 2 áo tím Huế. Anh Nguyên xanh đen 2 áo. Chắc phải là một cái số 5 pin nha các chị nha. Đây là tem. Tem này em thì em gọi là tem trẻ quang nha. Khi nào lấy thì các chị chốt tem trẻ quang cho em. Ghé cho em 150.000 một áo luôn các chị ơi. Quá trời, quá đắt quá này. Em đang cầm trên tay thì em gọi là màu da đậm, nhưng mà thực tế nó rất là gần giống như là màu đậu phộng á. Đó, các chị ơi, các chị lấy màu nào thì các chị lấy nha. Và màu này thì em gọi là màu... Jenny Nguyễn Cam 2 áo. Màu này gọi là màu hồng vôi. Màu này là treo hết rồi đúng không? Nhiều Nguyễn tím Huế. Trần Thi Anh Đào Gia Đậm. Vivian Nguyễn Tím Huế. Trinh Nguyễn Cam. Và màu này thì em gọi là màu vàng mới về nha các chị nha. Giá cho em 100. Mai Huỳnh Cam. Bên em đang bán Thái Tốn Ánh Kim nha chị. Tôn Phạm 2 áo tím Huế. Thái Nhật Quyên Cam. Trang Hương tím Huế. Rất là đẹp luôn, còn có mấy áo. Khi nào lấy thì các chị có hồng môn cho em. Nguyễn Oanh tím Huế. Chi Nguyễn tím Huế. Thùy Nguyên tím Huế. Kiều Oanh da đậm 2 áo. Còn hai chị nào lấy thì các chị chốt tiếng kè cho em. Hạnh Hoa đen.
còn hai. Thanh thảo đen, ngọc hoàng đen, bú sắc đen, nguyễn anh đen. Đen là dưới cây còn không? Hết rồi đúng không? Trúc hoàng đen, nguyễn hương hai áo tím cà. Hết tím cà luôn. Màu này các chị chốt cho em là màu best seller nhất luôn. Bán phao hương tím Huế, bán trong một năm mà không biết bao nhiêu mét của cái hàng này luôn. Cho em là nho, nho là cực kỳ nổi tiếng với lại độ thay tốn ánh kim. Bên em đang bán độ thay tốn ánh kim nha chị. Út diễm đen, Nguyễn Thúy hàng tím Huế. Nho em còn hai. Liên Hương Nguyễn Nho, Hiền Bùi Nho. Nho em hết các chị ơi. Màu này các chị cho em là màu xanh đậu. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đậu cho em, giá 190.000 một tháng. Đỏ cho em giá 190 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em luôn. Giảm các chị 60.000 còn 190.000 một áo. Chất vải lụa thái phố thái kia. Nhiều nguyễn đen, chất cực kỳ sang, hàng đúng chuẩn, hàng của thương hiệu luôn đấy. Cái này gọi là hàng thương hiệu luôn đấy. Hàng thương hiệu mà mua được với cái giá cực kỳ tốt. Nguyễn Hương xanh đậu hai áo. Màu này các chị cho em là màu hồng baby. Em còn hai luôn. Mây tuyết ngô đen, hồng baby cho em còn hai. Nguyễn Thúy Nga đỏ. Màu này các chị chốt cho em, màu này là dạng rêu luôn đấy, nhưng mà rêu của nó khác lên mã nha. V277 cho em giá 190.000. Giống như các chị đi mua túi hiệu ấy, mà được giảm giá vậy đó. Lâu lâu mới có. Chốt hoàng hồng baby. Còn nếu mà nói mà túi hiệu mà sale là chưa bao giờ có nha. Túi hiệu là không bao giờ sale, chỉ có chương trình giảm giá thôi chứ không bao giờ sale. V272 cho em giá 190. Có 3 này. Lâu cho em giá 190 luôn. Mấy màu này là best seller nhất luôn. Giống như em mua cái túi túi thì neo đó các chị. 7.000, 8.000 có bao nhiêu sale bao giờ. 10 năm sau có khi lên 12.000 là chị bình thường. Vân Trần đen một bộ, em chốt hai áo nha chị. Lâu nha. Jenny Nguyễn Nâu hai áo. Còn một. Nguyễn Thị Hoài Trang V272. Còn hai. Nhiều Nguyễn V272. Còn một. Màu này mới đúng. Vi Tương Nâu. Còn một. Hết lâu đúng không? Yeah. Ve chai cho em này. Đây mới đúng chuẩn là màu ve chai. Còn một. Hồng Hoàng V272. Ve chai cho em 190. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng. Quang Minh ve chai hai áo. Đó, chị Tú vừa đọc hết rồi. Còn không? Còn một chị. Quyên Phạm Xanh ve chai. Hồng phấn con ạ. Đúng 5 áo luôn. Hồng phấn 190. Mua đồ hiệu không bao giờ mất giá. Chỉ có giá, có được lên giá thì cũng không bao giờ mất. Xanh lý em còn một luôn. Xanh lý nha. Xanh lý em còn một cho các chị. Bên em có hồng vôi nha chị Thiên Hoàng chứ không phải màu hồng môn ạ. À. Và màu này các chị chốt cho em là trắng luôn. Trắng này là trắng tinh nha, không phải là trắng kem nha các chị ơi. Trắng cho em giá 190 luôn.
Nhuận Thu Nguyễn Hồng Phấn, Jenny Nguyễn Hai Áo Hồng Phấn, Nhiều Nguyễn Hồng Phấn, Phan Như Hảo Hồng Phấn. Hồi này các chị chốt cho em là vàng đồng. Màu này các chị chốt cho em là vàng đồng nhé. Màu này các chị chốt cho em là đỏ đô tươi. Bí ngô hương trắng. Nguyễn Hương xanh lý. Màu này các chị chốt cho em là xanh ngọc. Rồi đưa vàng hoàng hậu ra cho chế nè. Chị Mai Tuyết Ngô có đen, hồi nãy em chốt cho chị rồi nha chị. Trắng còn mấy áo? Trắng còn một áo. Nè, cái này hôm vừa rồi chị thấy nhiều lắm. Nguyễn Hân trắng. Hàng này em bán giá 200 ngàn, cũng là thái của năm kim luôn, nhưng mà lô hàng này Vuông Mây đỏ đô tươi và đen. Cho nên là em tính các chị giá 200 ngàn một áo em mới bán được nha. Em còn Thúy Nguyễn vàng đồng. Màu này là Nguyễn Bình Phương sang ngọc. Màu này là nhà em có chụp hình cho gì đấy, hoa hậu mặc đấy các chị. Em bán trên tường Facebook là 300 ngàn một áo. Anna Nhung đen, Phạm Hà đen, Nguyễn Dung đen. Hàng này giá 200 luôn rồi, đen mặt. M305 cũng là hàng của Thái Phấn luôn, giá rất là cao. Em bán 300 ngàn với các chị. Giờ em tính các chị giá 200 nha. Em còn mấy áo à? M305 em có khúc 30 rưỡi. M305 em có khúc 30 rưỡi. Giá 200 ngàn một áo. Thiên Hoàng một áo hồng vôi. Nguyễn Thúy Nga M305, Milly Nguyễn hai áo M305, Trinh Nguyễn M305, Jenny Nguyễn hai áo M305, Tú Trương M305. Còn một và một khúc 3 mét rưỡi. Thúy Trần M305 3 mét rưỡi. An Nguyên M305. M305 em hết nha các chị. Màu này ở ngoài nhà em gọi là màu vàng hoàng hậu nha. 190 ngàn một áo, chắc phải là lụa thái tốn ấm tim các chị ơi. M406 chị nào là chị, các chị chốt M406 cho em. Theo em thấy nó đẹp quá, em bán tự nhiên giờ trong lòng em cứ thấy nó tiếc thế nào lắm các chị ơi. M406 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt M406 cho em. Nguyễn Thúy Nga M406, Nguyễn Hương M406, Anh Nguyễn M406. Chị Nguyễn M406, Thư Ti Kíp M406 cho em xin số điện thoại nha chị. Thi Hà Nguyễn M406, Jenny Nguyễn hai áo M406. Còn hai luôn không? Còn không? Không, không cắt ra nữa rồi đấy. Còn hai áo chị nào là chị, các chị chốt M406 nữa. Đưa vào tính mà. Mai Tuyết Ngô M406, Khen Nguyên M406 nữa em hết. Màu này nhà em gọi là màu tím, mặt tím của nó nếu mà đúng với bản chất của màu này em cần thấy nó giống như là tím xăm đấy các chị nhá. Nó hơi nhẹ qua tím nhưng mà nó hơi pha thêm xăm môn ấy. Giá cho em cũng là 190 ngàn một áo luôn, chắc phải là lụa thái tốn ấm tím luôn các chị. Chị cứ đến chốt thì em mua, còn mà em không bán 250 ngàn nó thì thôi, chứ không bao giờ bán giá này đâu. Các chị có mua đến 100 áo em cũng bán giá 250 ngàn một áo luôn.
nào lấy thì các chị chốt M302 cho em. Tiếng xanh đẹp lắm chị, rất lạ nha, không đụng hàng đâu. Hàng này là do em lấy lúc mà đồng phục á, mắt em mắt nhắm mắt mở em lấy bị lộ qua cái màu này, nó ra mười mấy cây luôn. Em vẫn để dành từ từ em bán mà em. Và những màu này rất là lạ luôn. Jenny Nguyễn 2 tím xanh, Billy Nguyễn 2 tím xanh, Trúc Hoàng 2 tím xanh. An Phạm 2 áo tím xanh, Diều Nguyễn tím xanh. Quan trọng nhất để lựa chọn thì các chị cứ thấy đi, các
chị mặc, có thể là một năm sau các chị quay trở lại các chị lấy ra các chị mặc nó vẫn đẹp. Em nói ví dụ như là lụa hai ghe của nhà em vậy đó. Các chị thấy không, các chị may rất là nhiều rồi, các chị quay đi quay lại, quay tới quay lui, quay xuôi quay ngược một hồi rồi, các chị vẫn thấy chất vải lụa hai ghe các chị mặc vào cái form người nó vẫn rất là chuẩn. Đó là em đang nói chất vải nhé, chứ em không nói vải nhé, em bán đẹp nhé. Nhiều khi các chị nghe không rõ, các chị là đã cái con nhỏ này lúc này nó nói nó toàn là nó mà, lúc thì nó nói thế này, lúc nó nói thế kia là không đúng nha. Thái Hà do trẻ tím cẩm, Hai Thiên tím cẩm, Út Diễm tím cẩm. Đây, giá cho em 100 nghìn một áo. Đặng Thúy tím cẩm. Chất vải lụa mango tuy là nó hạn chế về màu sắc để các chị lựa chọn, nhưng chất vải em vẫn nói với cái giá 100 nghìn thì em thấy quá là đẹp. Đấy, nghe tính cái lời em nói chứ thôi các chị lại nghe ra không đầu không đuôi. Các chị lại nói là cái con bé này nó bán hàng lúc thì nó bán thì nó ca tụng dữ lắm, xong đến khi nó không bán nữa thì nó lại bảo chất đấy xấu luôn. Vậy thì cái nào là đúng là không có nha. M538 cho em, giá cho em 100 nghìn nha. Phương Minh thêm hai tím cẩm nữa là 6. M538 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt M538 cho em. Dạ ok chị Trúc Hoàng. Các chị ơi, mấy mẫu này các chị đem ra cái bông ở trên ngực đó. M538 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt M538 cho em. Nguyễn Thị Cẩm tố hai áo tím cẩm. Chị Kiều Anh, chị lấy màu gì chị comment rõ giúp em chị ơi. M538 cho em giá 100 nha, chị nào lấy thì các chị chốt M538 cho em. Giá chốt đơn cho các chị chỉ có 100 ngàn một áo thôi. Trần Hà tím cẩm. Đỗ Thu M538, Vân Dương M538, Bích Thủy M538, Tú Trương M538. Vậy áo mũ mặc bên em không còn nha chị ơi. Nguyễn Thị Hoài Trang M538. Mấy cái màu hôm nãy không có nói để lại, đưa đây cho tú để chúng cho mấy chị xem lại. Đi liễu M538. Tanda Rosie M538 hai áo. M538 cho em giá 100 ngàn các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M538 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo 2 ghép cùng 1 ghép 6 thôi. Chắc phải là lụa mango đó các chị ơi. Vì nó hạn chế là người ta không mặc áo dài, cho nên là người ta chỉ làm một cái may manh một số nào đó thôi. Còn nếu mà để mà bán được giá đó thì các chị cho họ làm nhiều lắm thôi. Nhưng mà không bán được giá cho nên họ chỉ làm một số lượng rất là ít thôi, có làm nhiều. Hương Hà M538, Quỳnh Trâm M538, Bích Nguyệt M538. Quỳnh Trâm chị bấm hai lần. Giá cho em 100 ngàn một áo các chị ơi. Hồng Ân M538. M538 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M538 cho em nha. Chốt đơn cho em giá 100. Và mẫu này cũng vậy luôn, em có hai màu, một xanh coban và màu nhím tặng luôn. Giá chốt đơn cho em cũng 100 ngàn một áo luôn các chị ơi. Mua hàng là đi thẳng xe tặng đi, lấy hàng luôn. Đây, mẫu này em còn cho các chị là xanh coban và tím cẩm. Giá cho em cũng 100 ngàn một áo luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh coban và tím cẩm cho em luôn nha, các tình yêu nhé. Nhiều Nguyễn M538. Hai mẫu này thì em khuyên các chị nên lấy quần trắng, các chị mặc là đẹp nhất. Xanh coban và tím cẩm cho em, chị nào lấy thì các chị chốt xanh coban và tím cẩm cho em. Em không có màu hoa 10 giờ nha chị Anh Phạm. Hoa 10 giờ là chỉ có siêu diamond thôi chị ơi. Thái Tuấn là không có hoa 10 giờ. Còn nếu không thì chị mua hoa 10 giờ của Thái Tuấn giá 230 mới có hoa 10 giờ chị ơi. Còn Thái Tuấn ăn kim là tuyệt đối không có hoa 10 giờ. Màu này nhà em gọi là màu tím cẩm và màu này nhà em gọi là màu xanh coban nha. Giá cho em 100 ngàn một áo. Đỗ Thị Lan xanh coban.
sang cô ban cho em giá 100 và tiến sọc cho em giá cũng 100 ngàn một áo luôn đấy chị ơi. Giá cho em 100 nha mấy chế ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt sang cô ban cho em, và chị nào lấy thì các chị chốt tiến sọc cho em luôn. Nguyễn Thắng sang cô ban. Phượng Đen sang cô ban. Bây giờ em chỉ còn cho các chị là màu vàng mới trà này, màu hồng vôi này, màu đen này, chứ không phải còn màu gì nữa. Bích Thủy Nguyễn sang cô ban. Ba sang cô ban đúng không? Cam sữa em hết rồi chị ơi. Hồng Dung Phạm sang cô ban. Cam sữa này thì trước đây hay cái đăng kim của mình có một đăng kim mà bây giờ không còn. Còn mỗi hồng dâu đậm mà không còn cam sữa. Thế má sang cô ban nữa là bốn đúng không? Đúng. Vũ Thị Minh Thảo sang cô ban. Nông Thị Vân sang cô ban. Cũng giống như là lúc mà cần bán cho các chị cần mua những màu đỏ này. Còn vải áo em mặc là hôm nay thì em chỉ giá 190 ngàn một áo lại còn tính trà này. Vicky Phạm sang cô ban. Màu hồng trồng dâu này, màu vàng mỡ trà này, màu hồng vô và màu đen các chị ơi. Hiền Phạm sang cô ban. Kim Nguyên sang cô ban. Nguyễn Thị Hoài Trang sang cô ban và tím cẩm. Em nói các chị cái lụa hai da 4C này nó rất là sang luôn á, cực kỳ sang. Mà hôm nay em giảm giá tối đa cho các chị còn có 190 ngàn một áo thôi đó. Phương Hải sang cô ban. Màu này thì em gọi là màu hồng dâu. Giá cho em là 190. Chốt trực tiếp trên live thì em chốt giá này. Em sau live em không có bán tiền thì em không tiền luôn. Màu này các chị chốt. Màu này các chị chốt cho em. Hồ Hương sang cô ban. Phương Hà tím cẩm. Hồng dâu, chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Giá cho em 190 ngàn một áo. Các chị thấy em mặc từ nãy giờ thì okay. Diễm Sơn Nguyên hồng dâu. Rất là đẹp luôn. Có kiểu gì nó cũng đẹp đấy. Có độ bo giãn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Còn nếu chị nào mà thích may nguyên tông nguyên bộ luôn, em có màu đen đấy. Các chị lấy cái quần đen đấy, các chị mặc đủ các màu áo. Hôm nay chị mà chưa bán màu đen đúng không? Chị nào lấy thì các chị chốt đem cho em luôn. Giá cho em 190 ngàn một áo luôn nha các chị ơi. Coi như ngày hôm nay bán các chị lô này là còn một nửa. Nguyên cái lô này không là hơn 2.000 mét vải. Ghê chưa? Gần 3.000 luôn. Màu mẫu mặc bên em hết nha chị ơi. Bây giờ còn màu đỏ. Được không? Màu đỏ em còn có mấy áo à. Lấy thì các chị tốt nha. Em đặt cho các chị nha, em có màu này là màu hồng dâu. Màu này em gọi là màu hồng vôi nha. Nhiều nguyễn đen. Màu vàng mỡ trà này, rất là đẹp, sao không lấy. Màu trắng của bạn các chị. Và tím trà luôn. Có đỏ đô nữa này mấy chế ơi. Đỏ đô tươi, không phải đỏ nha, không phải đỏ tươi luôn, cũng không phải đỏ đô luôn. Đỏ đô hết rồi, giờ chỉ còn đỏ đô tươi thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô tươi cho em. Giá cho em 100. Mình chị đen. Ừ, hôm nay chưa có màu đen đâu chị. Nãy em bán không chưa có màu đen đâu chứ. Kim hồi nãy em có cam dạ quang đó nha chị ơi. Còn không thì các chị lấy qua thái phốn cao cấp, thái phốn 230.
Nguyễn Đen. Giá cho em 190.000 một áo các chị ơi. Diễm Đỗ Hồng Dâu 2 áo. Cam dạ quang thái cốt nãy mình còn không vậy? Cam dạ quang của thái cốt nãy mình còn không? Anh Kim đó. Còn không? Kiều Oai 1 áo cam dạ quang. Giờ túi chương hoa 10 giờ 230 anh Phạm hoa 10 giờ 2 áo chất vải là lụa thái phấn cho các chị nha. Khi nào lấy thì các chị chốt 20 giờ cho em, không đẹp không lấy tiền. Anh Nguyễn hoa 10 giờ 2 áo. Khi nào lấy thì các chị chốt 20 giờ cho em, 230.000 một áo các chị ơi, chắc phải là lụa thái phấn nha các chị nha. Nhung bùi đen một áo. 20 giờ cho. Bên em không bán nhung nha chị ơi. Nhiều Nguyễn Hoa 10 giờ, Lan Ly Hoa 10 giờ, Trinh Nguyễn Hoa 10 giờ. Khi nào lấy thì các chị chốt 20 giờ cho em. 230.000 một áo các chị ơi, chắc phải là lụa thái phấn nha. Lụa thái phấn này mà cực kỳ xịn sò luôn á. Đẹp nức nở lòng người luôn đó các chị. Em bán không biết bao nhiêu luôn, bán ve chai đến mức thái tôn anh kim trắng tinh hồi nãy em hết rồi chị ơi. Cái lõi á bán chị biết nó bán được bao nhiêu không? 400 rưỡi. Trời ơi, vậy mà cô nó chưa không được 40 trà sữa nào luôn. Mấy thằng bán 400 rưỡi. Bán mà bán cốc cỡ đó các chị. Bán mà cái quận ấy, thường là hàng mà hàng cây là họ sẽ quận đấy các chị. Mà của Thái Tuấn là họ quận bằng nhựa. Mà nó bán ve chai không. Nguyên cái lô hàng này là các chị. Với lại Thái Tuấn ăn thì 450.000 tiền ve chai mà các chị biết nó khủng khiếp như thế nào. Nguyên Phạm Hoa 10 giờ. Kinh hoàng luôn. Nani 1 áo đen. Có một áo đâu không? Màu đỏ đâu, chế đang để một cái ở nhà đó. Chế nói hôm nay chế mang về chế mặc. Chế mang xuống chế mặc này mà chế chưa mặc này. Chị nào lấy thì các chị chốt 20 giờ cho em nha. Đấy mà bán không lỡ đó. Chứ không phải là bán mình dạng không. Bán một cái chai có 40 ngàn đâu. 400 mấy chục ngàn tiền về chai. Hết hồn luôn mà chứ bây giờ mà bán. Trời ơi, nó chất em nói cái chị nó một. Phải nói là mấy sải tay như vậy luôn này. Quýnh hoàng luôn. Quỳnh Phương Hoa 10 giờ. Khi nào lấy thì các chị chốt 20 giờ cho em nha. Giá cho em là 230.000 một áo các chị ơi. Vài ánh kim hả Tú ơi? Dạ không. Ánh kim bây giờ nó là bình thường rồi chế ơi. Ánh kim thì quá bình thường. Nguyễn Nhiên Hoa 10 giờ. Màu này các chị chốt cho em là màu đỏ đô nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Em còn cho các chị được 3-4 áo là em mới may một cái luôn.
thẳng luôn. Hàng này em nói với các chị mà em có để là em cũng không bao giờ hối hận. Em để đến qua năm em bán luôn. Tại vì hãng tốn 1 năm chỉ ra 2-3 chất vải đẹp thôi, không có hay nhiều như hàng ở ngoài chợ đâu các chị ơi. Quỳnh Trâm hoa 10 giờ đỏ đô cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Giá cho em là 230. Huệ Lâm Anh đỏ đô. Nhiều Nguyễn đỏ đô. Còn 2. Còn 1 à, nhưng mà còn có 1 áo đỏ đô thôi. Đỏ đô em còn có một áo thôi chị ơi. Hôm vừa rồi em mặc này. Áo này hôm vừa rồi em mặc. Trời ơi, mấy cái màu của họ lại mà đẹp lắm các chị ơi. Chất vải lên đâu các chị. Nguyên Quyên đỏ đô. Không phải mà so sánh, không có so sánh được đâu. Đỏ đô em hết rồi các chị ơi. Không có đúng từng đẳng cấp được đâu. 230.000 một áo cho em nha các chị nha. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền luôn á. Màu 443 thì nào lấy thì các chị chốt màu 443 cho em. Giá cho em làm 230.000 một áo nha các chị. Anh Vũ hoa 10 giờ. Màu 443 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt màu 443 cho em. Giá cho em làm 230.000 một áo. Mẫu này em khuyên các chị nên may như một bộ là sang nhất. Còn nếu mà các chị đứng hay là các chị mặc trơn hay là các chị đeo phụ kiện gì đều đẹp hết. Mặc một bộ đồ là sáng hẳn một bộ đồ. Không có đưa, không có so sánh được với vải nào nữa đâu các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt màu 442. Đỏ đô em hết rồi nha chị Mi Lê Nguyễn ơi. Thanh Hằng M443. Chị nào lấy thì các chị chốt màu 443 cho em. Giá cho em là 230.000 một áo nha các chị ơi. Trần 2M443. Hàng của công ty rất là khó mua. Chị nào lấy thì các chị chốt màu 443 cho em. 230.000 một áo cho các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt màu 443 cho em. Màu này đẹp mà. Màu này rất là sang, chẳng qua là vì các chị mua quá nhiều rồi. Bây giờ em ngưng cho các chị khoảng 2 một tuần nữa và em quay trở lại. Chị nào lấy thì của M4 bờ 443 cho em. Thì nào lấy thì các chị chốt bờ 443 cho em. Em còn màu này nữa, các chị gọi cho em màu này. Màu này các chị gọi cho em là màu gạch nha. Thì nào lấy thì các chị chốt gạch cho em. Mặc riết rồi bây giờ hả đùn màu còn chả thiếu cái màu gì luôn. Có đỏ không ạ? Cho em là gặp nha. Hoặc là chị nào lấy thì các chị chốt vào 159 cho em. Nguyễn Thúy Hằng M443. Quyên Phạm màu gạch. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh môn. Giá cho em cũng 230.000 một áo luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh môn cho em. Riêng hàng này thì em có khoảng 25 màu. Nhưng mà nhé, em sẽ không chụp hình cho các chị xem để các chị lựa màu sau livestream đâu các chị ơi. Vì bằng máy điện thoại bình thường không có cách gì có thể lên màu cho các chị được chuẩn hết. Cho nên là các chị không có, nhé, em không có chụp hình cho mình xem đâu nha. Trên Nguyễn gạch, trên Bùi gạch, nhiều Nguyễn gạch. Cho em là tí môn, chị nào lấy thì các chị chốt tí môn cho em. Đỏ đô em hết rồi các chị ơi. Mua sắm sườn cái áo đỏ để mặc Tết là các chị phải lấy liền. Bán mà đến mức độ những cái chai đang bố cho mấy chục ngàn nhiều thật. Nhiều Nguyễn Sang Môn. Nguyễn Thúy Nga Sang Môn. Sang Môn cho em các chị ơi, thì nào lấy thì các chị chốt Sang Môn cho em nha. Giá cho em là 230.000 một áo nha các chị nha. Trên Bùi M443. M443 là một gạch đúng không? À, không phải. Như màu này. Lan Yến Sang Môn. Lê 7M443. Có phí xe đó là chiếc xe mà lấy bạn chưa ơi. Hoa đào em còn nha chị ơi. Lại đèo.
đào nợ sơ sơ nợ đơn các chị thêm khoản thì quà cho má. Nhân Hoàng Thi sai môn, Lan Trần sai môn hai áo, Ngọc Tuyền sai môn, Phương Sen M 443. Đỏ đó các chị, đỏ này hơi nghẹt quá cam nào là chị các chị chốt đỏ cho em. Giá cho em là 230.000 một áo chứ. Đỏ này nó hơi nghẹt quá cam này các chị này. Đẹp xuất sắc. Mặc tết là ve đi đẹp đi. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em nha. Giá cho em là 230.000. Cái màu này mê lắm luôn đấy. Mấy đơn giản thôi đâu cần cầu kỳ. Nhiều nguyễn đỏ. Nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em. Có đen thì có trắng thân luôn các chị. Có đen có trắng thân luôn chị nào lấy thì các chị. Cái này là có cái cổ, vòng cổ mà cổ đào đỏ, đào da em còn. Chị nào lấy thì comment giúp em, em chốt luôn các chị ơi. Cái này mà có cái vòng cổ, kiểu cái hộp mà khoảng 6 mà gắn hết từ bên này qua tới bên kia luôn. Úi dồi. Bảy ngô đỏ, bảy ngô đỏ hai áo. Chốt đào luôn. Chốt đào đi. Tớ để lại cho 2.000 mét làm mà. Nào lấy thì các chị chốt đỏ. Chị nào lấy đào gì thì comment đi, em chốt luôn cho các chị ơi. Không phải đâu. Vì các chị nhắn tin mua sao like nó bán 250 nên các chị mới hỏi chị là chị đây. Các chị không thèm. Các chị cũng không phải là dẹp bừa đâu. Có hỏi. Giống áo tối hôm qua mình mặc ấy, có nhiều sáng đang ngủ dậy thôi ta nói là Zalo nó đỏ cặp luôn. Báo giá 220.000 áo theo hỏi bên này. Hôm nay cũng có bán trên live stream không? Em bảo không. Thế là thôi luôn, không biết làm sao luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em ha. Giá cho em là 230.000 một áo cho các chị ơi. Ngọc Tuyền đỏ, Phượng Đan đào đỏ. Các chị ơi, ít nhất phải mua một áo này về mặc ha. 230.000 một áo các chị ơi. Chín khoan cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt chín khoan cho em. Chắc phải là đổi thái con. Vài áo mẫu mặc bên em không còn nha chị ơi. Tiến thêm cho em, chị nào lấy thì các chị chốt tiến thêm cho em. Giá cho em là 230.000 một áo nha các chị ơi. Chẳng qua là các chị mua quá nhiều luôn rồi. Bây giờ hầu như những cái màu mà các chị thích là các chị đã mua. Quyên Phạm tiến than đã mua rồi thôi, còn thật sự không phải là ế đâu mà các chị đã mua hết rồi. Người nào nhiều Nguyễn tím than phải mua ít nhất là của em 3 bộ hàng rồi. Nam Trương hai đào da một đào đỏ. Chị nào lấy thì các chị chốt tím than. Thúy Hai Xu tím than. Giá cho em 230.000 một áo các chị ơi. Tím than cho Chuyên em. Nguyễn tím than cho các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt tím than cho em. Nguyễn Hiền tím than. Phan Thị Xuân đẹp đỏ, Tường Vi đỏ. Quyên Mai tím than. Nào lấy thì các chị chốt tiếng than cho em, giá cho em 230.000 em có màu xanh của mình. Nào lấy thì các chị chốt xanh của mình cho em. Màu này các chị nhận ở ngoài đẹp không? Không, không. Tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng, đẹp không ngờ luôn. Cho em xanh cổ vịt nha. Màu đầu tiên chị mặc là màu vàng đồng. Xong tới màu này. À tới cái màu hồng hồng vui vui ấy. Không có hàng luôn.
Quyên phạt thêm một tím than. Xong rồi là tới màu này, xong tới màu xanh dương, xong tới màu này, xong rồi tới màu gì nữa không tới. Mây hồng trần thi tím than và đỏ. V239 hôm qua chốt bên em còn nha chị. Cái đào mới hôm qua đó. Cũng đào đấy đi. Không phải là sánh ngôi đào của em được đâu các chị. Nhưng mà khi em mặc lên là chắc chắn chị sẽ sánh ngôi đấy. Thải trên trần sang cổ vịt một bộ, em chốt hai áo nha chị ơi. Chị đào lấy thì các chị chốt sang cổ vịt cho em các chị ơi. Giá cho em là 230 một áo. Hoàng Nguyễn sang cổ vịt hai áo. Còn sang cổ vịt cho mấy đàn ơi. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng baby này. Ôi ơi, đúng cho em xíu. Đèo lấy thì các chị chốt hàng baby cho em luôn, cứ từ từ. Phạm Thúy Hàn xanh cổ vịt hai áo. Bên mình còn trắng gì cả. Trắng gì mà trắng gì? Thái Tuấn này mà. Thái Tuấn này có một trắng như là mình có trắng thì mày bị làm sao vậy con này? Một trắng tinh, một trắng kem. Trắng kem hết từ lâu rồi, và là trắng tinh hết. Mà còn không? Còn không hả? Còn không thì phải hỏi mấy đứa dưới đây chứ họ con này nó biết được chiếc liền không? Trắng hết rồi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Màu này thì em gọi là màu hồng baby nha các chị nhé. Trắng em hết rồi nha các chị ơi. Trinh Nguyễn sang cổ vịt. Trang Nguyễn sang cổ vịt. Hồng baby cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng baby cho em nha. Hồng baby em cũng còn màu này cho nên các chị ơi. Và em còn màu này cho các chị nhé. Em gọi là màu. Ok chị, gạo trắng Cần Thơ. Màu này nhà em gọi là màu tím hồng. Tú Trương tím than. Một sáng Tô Thị Hinh sang cổ vịt. Rất là sang, không đụng hàng. Một tím than đúng không? Dạ. Không bao giờ đụng hàng. Màu này các chị chốt cho em là màu sáng hồng nha. Giá cho em 230 ngàn một áo luôn. Nhận vải không đẹp, khỏi cần trả tiền. Bán là cực kỳ xuất sắc luôn. Chưa cần phải may lên mà ướm lên cái áo dài này, các chị nhìn thấy cái form nó đã đẹp quá trời luôn, mình cần gì phải nhiều lời. Hôm nay các chị chốt cho em vào một năm nay. Lá này á, phong may cả, điên may cả, vui. Hoàng Nguyễn xám hồng. Xám lá cho em nha. Hương, trời, hương sen xanh cổ vịt hai áo. Đấy, các chị lấy phòng nào lấy em lên cho nhau để hả cách chờ rồi mình sẽ không có xanh cô ba em chỉ có xanh dương thôi tiếp luôn đúng cái này màu này cũng có túi chương xanh lá. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh rêu. Giá cho em 230 ngàn một áo nha các chị ơi. Đó, có đỏ màu ạ. Với lại thêm cho các chị màu này mọi người gọi là màu vàng cúc. Lan kim xanh lá. Màu này cứ nào tối em cũng lo xuống cái mặt này. Vàng này nhà em gọi là vàng cúc nha. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em luôn. Giá cho em 230 ngàn một áo luôn. Vàng cho em giá 230 luôn. Chị nào lấy vàng thì các chị chốt vàng cho em luôn. Anh Phạm xanh lá hai áo bên em đang bán Thái Tuấn nha chị. Vinh Huynh xám hồng. Hồng
lấy cho em 100 nghìn một áo cho các chị nhá. Chị nào lấy thì cúp cúp. M384 nhá. Tạm thời hôm nay mình đừng có mua siêu diamond nữa các chị nhá. Không bán nữa. M384 chị nào lấy thì các chị chốt M384 cho em. Giá cho em 100 nghìn một áo 2 mét của 1m6 có phải là lượng em gồm nha các chị nhá. Nói mấy đứa ở dưới á, ở bên kho còn lụa mango màu trơn không? Chắc tối nay bán khoảng từ 300 áo thôi là được. Mango màu trơn thôi đấy. M384 chị nào lấy thì các chị chốt M384 thì em không cắt siêu diamond ra bán nữa. Xanh sát vàng là xanh dương nha chị. Ngưng 1-2 ngày đi coi có về màu nào khác nữa không chị bán. Phạm Nhung M384, Diêm Đố M384. M384 cho em giá 100 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M384 cho em. Trời ơi các chị ơi. Lê 71 áo xám hồng. Em không thể giữ được cái phần thật sự luôn là cho các chị có thể mua nhiều quá rồi. Bây giờ các chị thấy nó bình thường và nó rất là đẹp luôn. Tú chưa M384. Hồng Ân M384. Cái màu xanh đó gọi là gì chị? Cái màu xanh đó hồi nãy chị gọi là màu xanh. Cái nào? Rêu. Chung Dung sang rêu 2 áo. Huỳnh Kim Tuyên M384. Bích Thủy M384. M384 cho em giá 100 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt M384 cho em nha. Giá cho em 100 ngàn một áo 2 mét của 1m6. Chất rất là đẹp luôn á. Ngọc Lê M384, sau đây em bên em liên lạc lại chị nha, chị Yên Lê Hoàng. Khi nào lấy thì các chị chốt M384 cho em, giá cho em 100 ngàn một áo 2 mét của 1m6 các chị ơi. Vải co giãn không cần phải lót phải gì hết em các chế ơi. Chưa diamond em có tím than nha chị. Cái lập thể ở kia có treo lên chưa? Đây này, đây này, đây này. Chị Phạm Nhung có M384 rồi nha chị ơi. Rồi. Cái đẹp như thế này luôn, giá cho em 100 ngàn luôn, đắng cho em là lập thể giá 100. Lập thể cho em giá 100 nha. Khi nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Lập thể cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt lập thể. Nguyễn Anh M384. Trang Nguyễn M384. Lập thể cho em giá 100, chị nào lấy thì Rosa chốt Thủy Đàn lập thể. Hoàng Nguyễn lập thể. Ok chị Cathy Lê. Chẳng lẽ không bán được 10 cái áo hay sao trời. Chị nào lấy thì các chị chốt quy lập thể. Giá cho em 100 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em. Chắc phải là độ mango nha các chị nha. Giá cho em 100. Có mấy thầy là chi hả? Lệ. Con thì nó treo lên đi để tối đã. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em. Giá chốt đơn cho các chị. Phạm Nhung lập thể. Mẫu khác cái này. Không. Đưa cái tú đó đúng rồi. Hai tốn cam sữa em hết rồi chị ơi. Mẫu này là chất vải lụa mịn của em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đen đỏ nhí cho em hoặc lụa mịn nhí cho em cũng được luôn. Giá cho em 100 ngàn một áo. Giang Nguyễn lập thể. Đen nhí cho em, chị nào lấy thì các chị chốt đen nhí cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo 2 mét của 1m6. Chắc phải là lụa mịn. Bích Thủy lập thể. Hai áo được lập thể. Đen nhí cho em, chị nào lấy thì các chị chốt đen nhí cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo 2 mét của 1m6. Vinh Huy thêm một xám hồng.
100 nghìn một áo 2m của 1m6. Thật sự không biết em nghĩ này á. Nguyễn Bích Mẫu mở 384. 384 là cái áo này đúng không? Không lấy thật hả? Áo hoàng đen gì? Khi nào lấy thì các chị chốt đen nhí cho em bỏ lên ở đây. Thế Nguyễn đen gì? Tới đâu là con cái số đấy rồi đúng không? Đâu có bị lẻ về le cái mép ra đúng không? Còn sám hồng. Hết sám hồng rồi. Sám hồng em hết rồi chị Hồng. Giá cho em 100 nha. Chuyên Nguyễn đen gì? Giá cho em 100 nha. Quỳnh M473. Thật sự là mới cái chị là mấy mẫu này là rất đẹp luôn. Rất tiếc. Trên là tự nhiên dán luôn á.
20 đó em có vàng cốt thôi nha chị, chứ không phải vàng đồng đó đâu ạ. Vàng đồng hết rồi chị ơi. Vàng đồng hôm rồi em mặc hết rồi. Còn nữa chị. Quỳnh M 339. Này chị mua về chị mặc hay sao mà chị chú thấy chị mua toàn năng đồ không ạ? Tú Trương M339. Mua về thì mặc hay chị mua về thì bán? Không biết chị mua về bán gì luôn á. Chị mua nhiều lắm luôn á. Phải là ít đâu. Mà toàn mua mang ngủ. Toby này mới về, sắp sửa về thêm. Dễ cho em 100 nha. Điều chị cứ nghĩ là nhà em chọn khách. Trời ơi. Em gì mà có chọn khách cho các chị. Không biết ai. Khánh An Hồ Bờ 572. Chọn là chọn những chị mà bo mới là cũng bán nữa thôi. Chứ không có bao giờ chọn khách. Thùy Giang M572. Khách thì ai cũng như nhau chứ đâu ai giống ai đâu. Ai cũng mua bằng tiền, ai cũng mua có một cái giá thôi. Chứ em không ưu đãi gì cho ai. Cái mét nào mà rẻ hơn chứ mua trên live stream bao giờ đâu. Chọn là không chơi nó khắc bom. Nhuận Thu Nguyễn bờ 121. Trời ơi, lấy cái mẫu này nó đẹp thần sầu cuộc đời luôn á. Giá cho em 100 ngàn nha các chị ơi. Có thời gian cái này mà từ thành phố quần vô bán thôi luôn á. Rất là xuất sắc. Trời có đất luôn. 100 ngàn cho em nha. Ít nhất em phải bán đến đúng 3 giờ em mới nghĩ tiêu chí của em là như thế. Vé cho em 100. Thúy Hương Lê M279. Thúy Nguyễn M279. Bích Thủy Nguyễn M455. Quỳnh M455. Vé cho em 100 nha. Đen là không có hàng gì bán luôn. Vé cho em 100. M463. Phương Trang M137. Một ngày chưa bao giờ hết khỏi. Bích Đằng Ô M463. Tâm Huy M363. Mẫu đen gì vậy? Đen trắng cho em nhé. Trinh Bùi M490. Thúy Nguyễn M490. Cực kỳ đẹp luôn. Và gấu cho em 100. Này mà gấu quần đẹp lắm. Và gấu cho em 100. Thanh Hàng Đen Trắng. Thúy Hương Lê Đen Trắng. Mười cái bóng đèn không mặc nó không được. Trời, cái này lộng mẫu lộng thể này cũng đẹp.
màu trắng con áo 2 áo 3. Tâm Huy M500. Trên bùi cà rốt. Sáng cho em luôn. Đại Xuân M500. Quỳnh M496. Lọc thẻ cho em luôn. Đồ bếp màu 496. Quay lập thể. Thúy Nguyễn lập thể. Đồ bếp M582. M525 có 6. Thúy Nguyễn M525. Đỏ đô chị em. Trên bồi M303. Gạo trắng Cần Thơ M525. Tâm Trương M303. Hộp đồ bếp đỏ đô. Có phải là mình kép của cơm như thế này không? Nghe bên kia họ nói cơm kìa. Yeah, bỏ cái chấm bi ra chị ạ. Mỗi màu em còn có một áo thôi các chị ơi. Hoài Sơn M284. Nguyễn Bình Phương M284. Trên bùi M300. Các chị chốt em đi tính chè đi cho nó nhanh này. Đi tính chè cho em đi. Đi Sơn Ngọc. Đi Sơn Ngọc nhá. Đi vàng. Nguyễn Bình Phương đi tính chè. Quỳnh bi xanh ngọc. Bi kem sữa. Ngọc nấu bếp bi vàng. Bi kem sữa. Hoài Sơn bi trắng đen. Bi hồng. Bi xanh lim. Hoài Trang trên bi cam sữa. Bi đen trắng. Bi tính kè nhí. Bi rêu. Bi đen trắng. Thúy Hương Lê bi xanh min.
Nhung mơ đi đen trắng. Và đi chép đó. Phan Như Hảo bi đen trắng. Lập thể. Học đó bếp bê tím cả nhỉ. Em thấy có em để đây 400 ngàn thì vẫn đẹp ngang ngược. Dung đoàn nhà may vi can đất. Lập thể cho em. Cái lập thể này rất là đẹp. Ngọc Đỗ Bích lập thể. Quỳnh lập thể. Hoàng Nguyễn lập thể. Hồng vô cho em. Hồng nhí chứ. Hồng nhí cho em chứ. Cho em da 100 luôn. Không hại lập thể. Không biết sao mà cái gì nghĩ hay là cái không thấy nó có gì thực sự ở ngoài nó đẹp mà nó nét như sô vi luôn á. Ngọc Đỗ Bích da. Quỳnh da. Đem nhí cho em. Lê Quỳnh Như hồng nhí. Vàng đồng cho em 100 luôn. Ngọc Đỗ Bích đen nhí. Dung đoàn nhà may đen nhí. Cho em là mai vàng. Phạm Thị Ngọc Bích vàng đồng 2 áo. Phi Vũ vàng đồng. Cho em là lá đỏ. Chuông đoàn nhà may mai vàng. Cho em là nâu ca cao. Tiếng thuốc. Và xám. Ngọc Đỗ Bích nâu ca cao. Ngọc Đỗ Bích tím ruốc. Xanh rêu. Rêu bông xanh cho em. Ok chị Liên đặt. Phạm Thị Ngọc Bích tan rêu. Cho em là trắng đen. Trời ơi cái mẫu này em hỏi dưới đấy nó không còn 1 mét luôn. Cam cho em. Không còn 1 mét nào để bán luôn. Nó đây này. Cam. Bên chị trắng đen. Đen ý đỏ cho em 100 luôn. Tâm Huynh cam. Ngọc Đỗ Bích cam. Thúy Vũ cam. Vũ Thị Minh Thảo trắng đen. Lập thể nâu. Diệp Trần nhí đỏ. Đúng thứ hai rồi. Tâm Trương nhí đỏ. Phạm Thị Ngọc Bích lập thể nâu.
Hoàng Nguyễn lập thể nâu, Minh Chị lập thể nâu, Diệp Trần lập thể nâu. Quỳnh trắng đen, đẹp lắm. Mở năm có trăng. Mở năm 68 cho em 100.000. Chị nào lấy cái chị tốt mở năm 68. Thúy Vũ nhí đỏ lập thể nâu còn không? Còn không còn. Đại Xuân lập thể nâu. Phạm Thị Ngọc Bích hai áo mở 568. Còn đây lập thể nâu. Quỳnh mở 568. Tay dài, tay hai kẹp tay đen, mặc cái quần màu đen, may đầm, may đồ bộ. Nguyễn Xuân Hương mở 568, Nhi Chương mở 568, Thủy Vũ mở 568. Mở 568 cho em giá 100 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt mở 568 cho em nha. Giá cho em 100.000 một áo 2m của 1m6 nha mấy chế ơi, không lấy cho em đi nha. Đó, đúng khai anh vậy. Ngày nào cũng phải đúng khai anh vậy. Hẹn gặp lại các chị vào live stream tối. Tối nay nhớ nha, lụa mango trơn, rất nhiều màu đẹp. Mua để dàn may quần cũng được. Thúy Nguyễn mở 568. Tối nay mặc bộ lụa mango trơn.